Nấu được rất nhiều món ăn. Những gì mà phụ nữ làm được thì em sẽ làm được. Hay quá. Em có chịu làm dâu không? Dạ không chị. Sống chung với mẹ chồng thì nó sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ bên kia và xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Đức Anh, năm nay 29 tuổi, quê quán em ở Quảng Bình, nghề nghiệp của em đang là chủ của trung tâm Nhật ngữ Đức Anh tại Thuận An, Bình Dương. Ngoài ra thì em còn là thông dịch viên cho một công ty Nhật Bản tại Bình Dương. Ồ, giỏi quá nhà, là một ông chủ nhỏ rồi ha. Nè. Thôi, bên mời bạn gái. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em ở Củ Chi và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phiên dịch viên tiếng Hàn. Phiên dịch viên tiếng Hàn. Biên phiên dịch tiếng Hàn. Bên kia là tiếng Nhật, bên đây tiếng Hàn. Toàn là những người giỏi ngoại ngữ. Bây giờ nói không thử coi hợp không? Người nói tiếng Hàn, người nói tiếng Nhật coi. Chắc lắm ngược đâu anh ơi. Bây giờ nói không là đây chưa có cảm nhận được cái chuyện mình hát một bài hát bằng cái ngoại ngữ của mình. Được đúng không? Rồi. Bạn nam trước đi, bạn nam trước đi. Dạ. Bắt đầu. Cử chi ô hi cư no ga ma cư nari masita donna yo isireta hito ni demo. Xin hết. Trái tim mùa đông hả? Hát cái gì mà nghe tà 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 không à? Bạn gái, xôm lên em. Cơm xe mà đi cả hai xếp bé sợ. Áp ba cơm, ấm ba cơm, e kì cơm. Áp ba cơm mình tung tung nghe. Ấm ba cơm mình nắng xin nghe. E kì cơm mình nắng hồ kì quá yô. Ước sư, ước sư, cha đàn ta. Rồi, bây giờ tiếp tục. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là thích nấu ăn, thích đi du lịch, biết chăm sóc gia đình và làm việc nhà. Điểm yếu của em là em hơi ít nói, với lại dễ giận nhưng mà cũng mau quên. Rồi. Dễ thương ha, còn em trai? Điểm mạnh của em là trong công việc thì nghiêm túc, nhiệt tình, đã nói là làm và làm là làm đến cùng. Trong gia đình thì có thể là nấu được rất nhiều món ăn. Những gì mà phụ nữ làm được thì em sẽ làm được. Hay về công quá. Việc nội trợ. Có những điều phụ nữ làm được mà mình không thể làm được. Dạ vâng, nhưng em nói là ở trong nội trợ, trong gia đình, dù nấu ăn hoặc là quét dọn. Nói chung chuyện gia đình em làm tốt hết. Làm tốt hết. Rồi. Điểm yếu là gì? Điểm yếu thì có một cái mà em thay đổi hoài mà không được, đó là dễ tin người. Ví dụ như người ta than khổ, than nghèo rồi mượn tiền, mượn bạc gì đó. Em chỉ gặp một hai lần em cũng cho mượn luôn. Khổ quá em ơi. Bữa nay là mình không có tiền điện, tiền nước rồi, cho anh mượn 5 triệu đi em. Có không? Dạ có, tí nữa em sẽ cho anh. Hả? Nhớ nha. Chị cũng khổ quá em ơi. Mấy cái em trai em trước lên đây tham gia chương trình đó, có những em có khuyết điểm là cũng giống nhau, là ít tắm. Em có vậy không? Em thì một ngày em tắm hai lần, nhưng mà một lần em tắm khoảng 2 tiếng. Hả? Em tắm gì 2 tiếng là làm gì trong 2 tiếng? Trước khi tắm thì em mở nước xả cho nó chảy như vậy khoảng 1 tiếng. Chị vậy em? Hả? Tại vì em thấy là em thích cái âm thanh của nước. Xả nước khơi khơi vậy? Xả nước khơi khơi vậy á. Không sao, được nghe. Sao phí nước như nước người ta nước nhiều lắm. Nơi không có nước sạch để xài đó em. Dạ. Và khi xả nước như vậy em sẽ suy nghĩ ra được rất là nhiều cái hay lắm mà cả ngày em không suy nghĩ ra. Ví dụ như trong công việc, giống như là em rũ bỏ hết những cái mà em cảm thấy là nó vướng mắc. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Khai hết đi chứ lên đây không được nói láo đâu. Những lúc buồn đó, thì em thường hay đi cà phê em ngồi một mình vậy á. Chuyện đó bình thường. Cái đó bình thường, cái nào mà lạ lạ, tật xấu gì bí hiểm á. Dạ chắc hết rồi á. Chút tôi hỏi mà lòi ra nữa không được rồi nha. Người ta xấu lắm, hỏi thật xấu không, hoài. Không, tại thấy gì, cái vụ nước là thấy kỳ, phí nước quá. Hơi gọi là phí nước thôi. Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình, quen cũng một năm hơn. Nhưng mà chia tay cũng 3-4 năm nay rồi.
Bạn trai mình có mấy mối tình rồi em? Nhà em có 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên kéo dài 3 năm thì lý do chia tay là đúng người nhưng mà sai thời điểm. Thời điểm đó thì em còn đang muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Và bây giờ sao? Dạ bây giờ thì hiện tại em đã ổn định hết. Mối tình thứ hai thì không hợp, vừa mới tiến đến thì bật lùi luôn. Em muốn tìm một người yêu thế nào? À, truyền thống pha lẫn chút hiện đại. Khó, tức vừa mặc áo dài mà vừa mặc quần tây hả? Có nghĩa là truyền thống thì sẽ biết nấu ăn, biết quan tâm chăm lo cho hiện gia đình. Hiện đại cũng biết nấu ăn vậy? À, hiện đại thì có thể là thích đi du lịch, rồi là thích giao tiếp với bên ngoài, đó là pha lẫn chút hiện đại. À. Rồi em có cho người yêu em là nhuộm tóc, sơn móng tay, móng chân hay là mặc quần áo gọi là thoải mái chút xíu không? Những cái đó là ok, không vấn đề gì, nhưng mà xăm thì không được. Xăm một tí gì đó ở chỗ nào đó cũng không được. Không được luôn. Nói chung là không thích xăm mình. Không thích xăm mình. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu người yêu lý tưởng thế nào em? Cao hơn em 1m7, không bị hói, không được mập quá. Mỗi người đàn ông của gia đình. Không có gia trưởng. Dạ em không thích bạn trai hút thuốc với lại nhậu nhẹt quá đà. Xỉn quá thì không có được uống cái chừng mực nào đó thôi. Xỉn là về ngủ đừng có quậy phá. Dạ đúng rồi. Để coi. Này cao dư, 1m7 dư. Rồi. Không hói, không mập. Chuẩn. Không hút thuốc luôn, không uống rượu luôn. Không uống rượu luôn, được chưa? Quá chuẩn rồi. Em có chịu làm dâu không? Dạ không chị. Em thấy sống riêng thì mình có thể lo tốt được cho bên nội bên ngoại. Còn sống chung với mẹ chồng thì nó sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn đó chị. Cái đó là suy nghĩ của em thôi. Chứ bây giờ có ba mẹ chồng mình ở chung với bên nội là mình sanh con sanh cái, mình có đi đâu để cũng có người coi chừng con cháu giùm. Mẹ chồng cũng như mẹ mình thôi. Cái suy nghĩ đó là sai rồi đó. Bữa nay có làm cần phải làm dâu không em? Dạ không ạ, hiện tại em đã có đất ở Bình Dương về xây nhà thôi, còn bố mẹ em vẫn đang ở quê. Mà em định lập nghiệp ở trong này luôn? Là em lập nghiệp ở trong này luôn. Thật sự mà nói không muốn làm dâu thì cũng suy nghĩ đó cũng không phải là sai. Nhưng mà anh nghĩ rằng thời buổi này làm dâu tôi thấy nó sướng hơn. Chính vì không, hai vợ chồng sống chung nhau, vợ chồng son nghĩ hạnh phúc, nhưng mà tới hồi mà khi có con có cái rồi, công việc bận biểu, dù lúc mà muốn đi đâu hai vợ chồng cũng đi không được. Đúng lúc rồi. Đó là em phải ở nhà coi chừng con, chồng em đi một mình. Sao em rồi bây giờ, nếu mà được khi nào mình tiến tới hôn nhân được cưng? Thêm khoảng 3 tháng. 3 tháng. 3 tháng? Ủa sao gấp vậy? Bây giờ em dành được bao nhiêu thời gian cho người yêu? Hiện tại thì thứ bảy và chủ nhật ban ngày thì em không có phải dạy, cũng như không phải là đi làm. Cũng có thể là 90 giờ đêm hoặc 1-2 giờ sáng em cũng vẫn phải làm việc. Tại vì em muốn lấy vợ sớm thì em phải có cái thời gian tìm hiểu. Phải yêu nhau, phải chăm sóc, mình mới biết hợp hay không hợp mình mới lấy được. Đúng không? Quan tâm cái chuyện là chúng ta có hợp với nhau hay không thôi. Để anh qua xem bên đây có hợp với em không ha. Hello. Dạ em chào. Trời ơi dễ thương quá. Nãy giờ em tưởng tượng chàng trai bên đây tính tình như thế nào? Anh bên kia tính tình như là người của gia đình, cũng hơi nghiêm túc. Anh này ảnh cũng kỹ tính lắm. Dạ. Có năng lực ha. Nói chung là về cuộc sống anh này tương đối hoàn chỉnh rồi. Ảnh hơi đẹp trai một chút. Em có ghen không? Ghen nhưng mà mình ghen đúng. Phải ghen, không phải đụng cái gì cũng ghen. Được. Cho em hỏi bạn gái một hỏi câu đi, được không? Hỏi đi, em hỏi đi. Ví dụ như là 11, 12 giờ đêm anh còn nhắn tin với người khác ấy, là ý nghĩa là trong công việc á. Bạn gái bên đó có ghen không? Có thể 1-2 giờ sáng chẳng hạn, bật dậy lật máy tính và nhắn tin đôi khi 2-3 tiếng đến 2-3 giờ sáng chẳng hạn, thì không biết bạn có ghen không? Mà nhắn cho ai? Nhắn cho ai? Ngoài dạy tiếng Nhật thì còn là tư vấn xuất khẩu lao động, du học Nhật. Chuyện không sao đâu. Nên là mình làm tầm 7 thì mình không bao giờ dám nằm trên giường mà mình nhắn hết trơn á. Có mọc râu, mọc nanh cũng dám nhắn 2-3 giờ khuya nữa. Chừng nào cái chuyện đàng hoàng phải dám nhắn đúng không em ha? Dạ. Anh nhưng mà bạn... em nghĩ giờ đó khuya quá rồi, không lẽ các bạn mà còn thức để mà nhắn tin không, nhưng mà khuya ở đây mà ở nước ngoài á, hiểu không? Tại vì bạn ấy làm việc chứ ở nước ngoài. Cho nên là cái giờ mình khuya nhưng mà bên kia người ta là tối thôi, thì dù mình trao đổi công việc chắc khuya. Dạ không sao chị. À không sao, cũng nói chung hai bên đó là trai tài gái sắc á. Rồi bây giờ mình hỏi thăm gia đình coi hôm nay em gái đi với ai. Dạ em đi với mẹ và dì với một người bạn. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của Thảo. Thảo rất là ngoan, hiền. Trong việc nhà thì rất là gọn gàng, ngăn nắp. Rất là thương yêu cha mẹ. Bữa nay đi ghi hình nhưng mà tối này tôi ngủ không được á. Có suy nghĩ gì cô? Thì muốn cho con mình gặp được một người như ý muốn của nó. Bữa nay đi thì thấy cháu bên đây thấy cũng được, nói chuyện thì cũng chững chạc, chín chắn, cũng vui vẻ. Nói chuyện với cô vài tiếng con đi. Cảm ơn cô ạ. Cô mong hai đứa cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu nha.
Dạ con cảm ơn cô ạ. Rồi em đi với ai? À, em đi với em trai của em. Đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào chị gái. Em là Chiến, em trai của anh Đức Anh ạ. Chị gái bên đây ạ, thì ngoài hình khá là dễ thương, tính tình gọi hiền lành, ít nói, có thể tìm hiểu anh thì có thể hợp. Con nói với em trai em là một người rất là tuyệt vời ạ. Câu chốt của em là quá gặp chị thì bỏ mũi hẹn hò với chị dâu luôn nha. Rồi. Rồi. Chúng ta chuẩn bị kéo hàng rào cho hai bên gặp mặt. Đến với chương trình anh có món quà tặng nha. Cảm ơn. Rồi chúng ta nói chuyện đi. Các bạn có 2 phút. Dạ. Em xin. Dạ em cảm ơn anh. Hiện tại thì anh chỉ có thể dành cho em vào thứ bảy chủ nhật, thì không biết em có sắp xếp được thời gian hay là không. Dạ công việc của em thì cũng thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Cũng cuối tuần em cũng rảnh. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Phú Nhuận. Anh thì ở Bình Dương gần Eon. Em biết đúng không? Dạ biết. Ví dụ như hẹn hò khoảng bao lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng 1 năm đổ lại. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nếu như hợp nhau quá khoảng 3-4 tháng thì có thể tiến tới hôn nhân không? Dạ cái đó thì tùy theo cái thời gian mình sau này mình hẹn hò với nhau thì mình mới biết được. Anh cũng nghĩ như vậy. Anh nghĩ là cái hợp hay không hợp thì nó không hẳn là đã quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có chịu thay đổi vì nhau hay không. Thì dạ. Không biết là em suy nghĩ gì về điều đó. Em cũng nghĩ như vậy, để mà sống chung với nhau thì phải biết nhường nhịn nhau. Ví dụ như những lúc anh bận quá thì có khi nào em nghĩ em sẽ chạy xuống anh không? Dạ nếu mà anh bận thì em cũng có thể xuống. Không quan trọng. Dạ em sẽ bắt xe buýt em đi. Trời ơi thương quá. Cảm ơn. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Hãy bấm vì trái tim các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy đây là một cặp rất đẹp đôi đúng không quý vị? Nắm đúng là trai bạn. Tài gái sắc nắm tay nhau. Hợp lý lắm. Đây là những cặp vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Sửa chữa những cái đồ ly tinh, nấu ăn nhược điểm của em thì em hơi làm biếng. Hay làm lặt vặt mà nhược điểm làm biếng vậy thôi khỏi làm luôn rồi. 12 giờ đêm về tới nhà mà kêu người ta tươi vui. Mình cứ tươi vui để cho vào nhà đã thôi. Còn lâu. Đúng rồi. Hay. Hãy bắt tay coi. Mời bạn Nam. Wow. Mời bạn nữ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Trần Bá Tuấn, em hiện nhà ở Hà Nội và hiện tại đang làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em 31 tuổi. 31 tuổi. Em làm ở trong công ty logistics, làm về container. Nhưng nhiệm vụ cụ thể là làm gì? Em chủ yếu là giám định container. À. Đấy. Mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả, bạn trai bên cạnh. Em tên là Bùi Thị Diễm, làm việc, sinh sống tại Bình Dương. Em đến từ Quảng Ngãi và em 27 tuổi ạ. Hiện em đang làm công việc gì? Kế toán ạ. Trước tiên là một người thành phố Hồ Chí Minh, người Bình Dương, thì không biết là bạn trai có ngại đường xá xa xôi gì không ha? Còn em ở quận 9 thì qua Bình Dương chắc cũng gần đúng không? Vâng. Rồi, mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Điểm mạnh của em đó là một gái bao dung, vị tha, hiền, dễ chịu, khá uy tín, được mọi người tin tưởng. Khá là có những lúc cũng không có uy tín. Dạ không không. Thì mình dùng từ uy tín thôi, người bỏ uy tín khá đi. Dạ rồi. Rồi gì nữa em? Về nhược điểm của em thì em là một người hay áp đặt những cái việc mà bản thân mình không thích nhưng mà áp đặt cho bản thân mình làm. Ví dụ như là lúc trước em đi học đại học á, em ở ký túc xá với bạn em, khuya rồi bạn đó đi học bài. Đó, em buồn ngủ lắm rồi, em muốn là mình đi ngủ thôi, không muốn học bài nổi nữa. Nhưng mà em thấy bạn bên cạnh là người ta học bài, thôi mình vẫn cố gắng. Mà kêu không thích học bài. Tới lúc mà bạn á ngủ hồi nào mình cũng không hay luôn. Mình kêu ôi may quá, may mà là bạn ngủ rồi mình mới được phép là đi ngủ. Đó. Và bây giờ cũng vậy, trong công việc cũng vậy. Hay phục người giỏi, em thấy người ta làm giỏi lắm, lại bản thân em cố gắng làm thử như cái đó thế nào. Là tốt chứ, cái đó sao gọi là yếu điểm, cái đó là phải là ưu thế của mình chứ. Nhưng mà nhiều khi gây cho bản thân mệt. Mệt đó. Một hồi em thích thì em nói thích nha, đừng không thích em đừng áp đặt em bấm nha.
Bạn trai thì sao? Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em khá hòa đồng. Nói chung em đi đến đâu cũng có thể là làm quen và chơi thân được cả mọi người, sửa chữa những cái đồ linh tinh, nấu ăn hay là làm gì em làm được hết. Còn nhược điểm của em thì em hơi làm biếng. Đôi khi là những cái ưu điểm không phát huy được. Hay làm lặt vặt mà nhược điểm làm biếng vậy thôi, khỏi làm luôn rồi. Cái gì cũng biết làm mà làm biếng, không làm thì cũng như không. Lúc nào có động lực thì mình làm rất là tốt. Cô gái bên kia sẽ làm động lực cho bạn. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Từ hồi cấp 3, còn sau đấy thì cũng dăm mối tình nhưng mà... Nhiêu? Dăm mối tình là bao nhiêu? Khoảng 5 đến 7... Ôi trời! Mà... Em mà kêu bằng dăm! Nhưng mà toàn là thường là mối tình tầm 2-3 tháng thì... Không có mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ không có. Rồi sao yêu nhanh quá vậy, rồi chia tay nhanh quá vậy? Em chắc tính em hơi ham chơi và vô tâm. Hết rồi. Bây giờ có tâm chưa? Có tâm rồi ạ. Ráng gom gom cái tâm vô nha. Nói thiệt, phụ nữ rất là ghét đàn ông vô tâm. Kiếm hoài không có người đàn ông nào có tâm mới ế luôn tới giờ đó. À, lo lắng cho bạn gái, chăm bây sóc quan tâm. Bây giờ tao nói sao có tâm lại rồi đó. Bây giờ có tâm rồi chị ơi. Mới nói miệng hả? À, tôi đâu có tin ổng, ổng làm biếng lắm. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Từ trước giờ thì có 3 đến 4 đối tượng tìm hiểu em. À, dâm luôn, dâm dâm. Không, tìm hiểu em thôi, còn về tình yêu á thì em chưa có yêu ai hết. Yêu từ hồi đó đến giờ luôn á. Dạ đúng rồi. À, em rất là kỹ tính, tính nhưng mà em rất là dễ tính. Đó. Rất là kỹ tính, à, rồi rất là dễ tính. Ví dụ như thế này nè, sao nó rối quá. Em nói là một cái việc đó em sẽ không nói cho bạn em nghe đó. Nhưng mà chạp nói chuyện á, bạn hỏi em cũng nói à, đó là dễ tính. Hoặc là ví dụ như là... Cái đó là dễ tính gì, cái đó nhiều chuyện chứ. Không, mình kể chuyện cũng chuyện quan trọng mà mình không kể. Người ta hỏi mình kể là mình nhiều chuyện chứ. Rồi, bây giờ nói tóm gọn lại là chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ, đúng rồi. Chúc mừng bạn trai. Sao được không, nghe bạn gái bệnh thấy được không? Được, diệt luôn. À, đấy diệt không? Vâng. À, mẫu người bạn gái của em cần tìm là như thế nào? À, mẫu người bạn gái của em thì không được quá gầy. Nếu mà ngoại hình nhìn dễ thương chút, cao cỡ 55 đến 65 là được rồi. Đấy, mặt nhìn phúc hậu một chút mà giống chị Như Quỳnh. À, điểm gì em không thích ở người bạn gái? Thì em không thích mà bạn gái mà có tính hay càm làm ấy. Ví dụ là mình mà đi đâu về mà vừa nhìn thấy mặt mà. Bây giờ anh đi đâu mấy giờ mới về. Kiểu kém không? Về cười tươi vui thì mình cảm giác thoải mái hơn. Đúng rồi, về cười tươi vui ôm hôn này kia chứ. Đấy, à. Về cái càm ràm khó chịu chứ. Tôi cũng không thích tính càm ràm đó. Đi làm là 5 giờ chiều về thì 6 giờ về tới nhà thì người ta tươi vui. Còn mà 12 giờ đêm về tới nhà mà kêu người ta tươi vui. Mình cứ tươi vui để cho vào nhà đã thôi. Mà. Còn lâu. Đúng rồi. Hay. Ê, bắt tay coi. Cái này là càm ràm thì người ta đi luôn thì sao ạ? Chính xác, em đã nói hộ nhiều người. Cứ cười tươi vui cho ta vào nhà đi. Vô nhà đóng cửa lại rồi quỳ gối sao đúng không? Trời ơi. Cười tươi vui ta vào nhà đi ha. Tắm rửa ta ăn cơm xong đi ha. Xong ta ngủ tới sáng đi. Rồi hẳn càm ràm. Còn lâu á, có vụ ngủ tới sáng đi nữa. Đi 12 giờ đêm về ở ngoài luôn đi. Mình cảm thấy mình cơ hội đủ được bao nhiêu phần trăm? Khoảng cỡ 60%. À, vậy là cũng một dấu hiệu đáng mừng rồi. Rồi vậy mẫu người bạn trai em cần tìm là như thế nào? Nhìn ngoại hình cao 1m65 trở lên là tối bên thiểu. Bên đây cao có 1m55 thôi. Thông báo. Nặng thì cũng tối thiểu là 65kg. Trung thực trong tình yêu, tôn trọng bạn gái. Em thích một người đàn ông thông minh, ăn mặc phải chỉnh chu, sạch sẽ vậy thôi. Em hình dung ảnh đang mặc cái gì ở bển? Thì con trai thì chỉ có quần riêng hoặc quần tay, áo sơ mi hoặc áo thun. Đó, như không. Tuổi tác em có quan trọng gì không? Dạ, em thích người sinh năm 86. Em 8 mấy? Em 86 luôn. Trời, ngon lành luôn. Sinh năm 86 luôn hả? Dạ vâng ạ. Cao dữ nha, đôi đứng lên coi. Cao nhiêu? Dạ em... Mày chắc mét 9 quá. Cái mét 7 mấy. Mấy, tại vì chắc thiếu ăn chút phải không? Dạ. Không có người nuôi đúng không? Ủa sao có 7 mấy vậy em? Mấy à, tại vì... 7-8 gì đấy. Nè, chân nó chút xíu à. Nhìn nó cao thì thôi, ngồi xuống đi cơ được rồi. Trời ơi, xương không nhỏ. Ờ, cấm sờ vào hiện vật. Đi, có sức khỏe không? Có chị. Công việc của em thì cũng có yêu cầu chút sức khỏe. Nhiều khi mình leo trèo lên container mình kiểm tra ấy. À, bây giờ mình lấy vợ về là mình ở đâu em? Hiện tại nếu ở container. Ở trong quận 9 này mà thuê phòng trọ. Không thì nếu mà tế mà lâu dài mà đi nào đấy thì quay về nhà ngoài Hà Nội. Ở tại Hà Nội luôn em hả? Vâng, ở Hà Nội luôn ạ. Ở quận nào? Em ở quận Hoàng Mai. Ủa có nhậu nhẹt hút thuốc gì không mà ốm vậy? Dạ không hút thuốc. Căn bản là em ăn thì hay kiểu cái sống của mình ăn uống thất thường lắm. Nhiều khi ăn bánh xong lại không ăn cơm. Trời đất, vậy sao có sức khỏe làm việc? Thôi được rồi, tôi gán thôi, tôi kiếm cô này về để coi biết nấu ăn không đó chứ.
làm dâu được không em? Em thích những người mà ý chí tiến thủ và em muốn lập nghiệp ở Sài Gòn. Còn chuyện làm dâu hay không á, thì em không quan trọng điều đó. Hà Nội ngon lắm, ngỏ anh Linh coi. Hỏi anh Linh kìa, anh qua kìa. Ủa? Em chào anh Linh ạ. Anh lặng lẽ đứng ngắm nhìn bên đàn gái thế nào để anh thông báo cho đàn trai. Dạ. Cổ ngại ra Hà Nội. Đâu có gì ngại, Hà Nội giờ phát triển mạnh lắm em, thủ đô trái tim của Việt Nam mà. Nhưng mà em muốn biết được người đó ý tưởng là lập nghiệp ở Sài Gòn hay là sau ta này có lập nghiệp sau. Ta mới vô đây người ta làm ăn đó em. Dạ. Có ý chí đó. Dạ. Thôi thấy cũng được đó. Yêu cầu gì đàn trai không? Không có được làm biếng. Ưu điểm mới làm biếng đó. Có động lực là người ta làm mà. Anh thấy cũng hợp lý đó. Chịu ảnh là về phải chăm ảnh đó nha. Ảnh hơi ốm chút. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với anh họ. Dạ chào anh. Xin chào chương trình. Thì qua chương trình tôi thấy chương trình cũng rất là tinh tế khi chọn ra một cái cặp đôi cũng có nhiều, rất là nhiều tương đồng. Ngay cả Diễm ở Bình Dương nhưng thật ra là ở ngay quận 9 gần Suối Tiên thì thật ra là cũng rất là gần Bình Dương. Thì qua nhận xét thì tôi thấy anh bạn trai là khá dễ thương, hiền hậu, rất là tương đồng với bạn nữ. Còn về phía Diễm á, thì thật sự á, là từ nhỏ tới lớn là Diễm rất là dễ thương và chính trực. Thông qua chương trình tôi cũng tin tưởng lần này hai bạn sẽ có một cái cơ hội và một cái cơ duyên để gặp nhau và tiến xa hơn nữa. Xin cảm ơn. À, cảm ơn anh. Còn Tuấn đi với ai Tuấn? Em đi với bạn thân và bạn đồng nghiệp làm cùng công ty. Chà, bạn thân với em khác xa nhau ha. Trời ơi, giật vậy đó. Vâng, em chào anh Kiến Linh và chị Cát Tường cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Duy, vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp của Tuấn ạ. Em gái, anh xin đính chính một chút. Tuấn bạn anh ấy là vừa đây nó nói với em là trải qua 5-7 mối tình ấy, thời điểm anh biết nói đến giờ ấy, là nếu mà nói là bạn gái thì có, chứ còn người yêu thì anh chưa thấy đâu. Thì cái đấy thật sự nó không gọi là mối tình, nó chỉ gọi là tìm hiểu nhau chút xíu thôi. Thì anh hy vọng em là động lực để cho nó làm những cái việc mà nó đắn đo cứ làm hay không làm. Đấy, anh xin hết. Cảm ơn anh trai. Rồi, bây giờ kéo màn lên nha. Mời Tuấn. Gặp mặt anh thì có tặng quà thằng em. Dạ, em cảm ơn. Lúc khi kéo màn lên thì anh nói chung là có nhìn em gần gũi những gì anh tưởng tượng, nhìn là khá dễ thương. Đấy thì em chắc là cũng hiền lành, trầm tính. Còn em thấy anh sau ấy chỉ tưởng tượng của em thế nào? Trước tiên là em sơ về ngoại hình đó là em thấy ổn, ăn mặc còn khá sạch sẽ. Ổn là thích rồi. Em bảo là Bình Dương mà như anh họ em nói là ở ngay Suối Tiên, tức là dạ, ở ngay quận Thủ Đức đúng không? Dạ, gần gần. À, anh thì anh làm ở ngay quận 9, ngay cầu Rạch Chiếc ấy, chắc là đi qua em gần nhé. Ok, ok anh. Không biết anh vào trong Sài Gòn này được bao lâu ạ? Anh vào được hơn 1 năm, gần 2 năm. Anh muốn vào đây tìm kiếm cơ hội để lập nghiệp. Anh có định hướng gì cho tương lai sao này? Anh định hướng tương lai thì mình sẽ vào đây, mình trước mắt mình hiện tại mấy năm đang làm đây, sau tương lai mình sẽ cố gắng phát triển và cố gắng trụ lại và phát triển sự nghiệp ở đây. Đấy thì mình cũng tính nước sau, mà trường hợp thất bại như nào đấy thì phải quay về. Nhưng mà nói chung là đấy là phòng hờ thôi. Dạ, phòng hờ thôi đúng không? Vẫn còn vẫn có chí hướng là lập nghiệp ở Sài Gòn đúng không? Mình chí hướng lập nghiệp ở Sài Gòn. Ví dụ như có một việc anh quyết định nó là như thế này, nhưng mà người yêu hoặc là vợ anh có một quyết định khác thì lúc đó anh sẽ xử lý nó như nào? Lúc đó thì mình sẽ phải thảo luận. Bởi vì thường nếu mà anh quyết định thì thường anh thấy cái gì đúng thì mình quyết định. Nhưng mà nếu mà có người yêu có ý kiến khác ấy, thì mình sẽ thảo luận và tranh luận làm sao thì tìm ra cái phương án đúng nhất. Ok, dù sao anh cũng có cho một chút là suy nghĩ lắng nghe lại. Rồi. Nói thôi. Anh có ấn tượng gì về em không nữa? Hiện tại nhìn em là khá là dễ thương, xinh xắn, ấn tượng và nói chuyện. Anh cảm giác là nói chuyện rất là gần gũi. Đấy thì... Có cái tài lẻ gì biểu diễn cho cổ coi một cái đi. Hát bài tặng cô ấy đi. Ừ. Rồi, em hát một bài. Chúc có bao nhiêu ngày tháng mong đợi con tim này. Con tim anh luôn mơ về hình bóng. Không hát á, hát cái chung hơi động. Em bài này nhưng mà em hát dở. À. Dạ vâng, cái bài này là em chế ra thì em hát. À rồi rồi, hát lại, anh tưởng là em đọc. Chúc có bao nhiêu ngày tháng mong đợi con tim này luôn khát khao mơ về hình bóng của người con gái mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Người ơi, xin cho anh một cơ hội để anh chứng minh cho tình anh mình xây đắp tương lai ngày mai. Anh nguyện yêu mãi em trọn đời. Rất là có duyên ha. Lúc đầu anh cố gắng nghe nhưng mà sao đó cái lời ý nghĩa. À, ý nghĩa mà có duyên đấy. Nói hay. Ừ. Không, hát hay. Hát hay. Em cảm nhận thấy sao em? Em cảm nhận thì thấy lạ. Cái câu cuối cùng, em đọc cái câu cuối cùng lớn lên. Anh nguyện luôn mãi yêu em
trọn đời. Câu kết, câu kết. Hai người quyết định đi, suy nghĩ đi. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Ở đây tới 2 là bạn trai đã bấm rồi. Bấm xong thì nhìn tay liền. Nhìn tay chi vậy? À, nắm, bây giờ nắm được luôn thì nắm. Đó, cứ đưa tới đưa lui hoài, nắm đi. Cảm giác yên bình. Dạ được, cái yên bình rất là quan trọng nha. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những chiếc vé xem phim, chúc các bạn sẽ có những thời gian lãng mạn bên nhau. Em là mình tốt lắm à. Mình luôn với anh hai người luôn rồi, để con ra chắc luôn luôn. Lặn với lặn nó trội lên. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Dạ, chào anh Cường Linh. Em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Văn Thuận, 29 tuổi. Em đến từ Huế. Hiện tại thì em làm kỹ sư xây dựng công tác tại Bình Thuận ạ. Ồ, rồi để bạn gái giới thiệu cái đã. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thanh Hảo. Năm nay em 31 tuổi. Em là nhân viên kế toán tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, quận Thủ Đức ạ. À. Trời, giới thiệu dễ thương quá. Rồi mà ở Thủ Đức rồi anh kia ở gì Bình Thuận lắm hả? Rồi hẹn hò sao đây trời? Nhưng mà chúng đi chuyện công tác rồi chị Cát Tường ạ. Chắc công trình ngoài đó 2 tháng là xong. À 2 tháng xong rồi chuyển vào. Vào đây. Dạ. Không đi công trình nữa, mình kiếm việc nào cố định luôn, mình vậy là công ty nào. Nhiệm vụ của anh là gì? Dạ em là kỹ thuật khi thông trực tiếp tại công trường ạ. Kỹ thuật tức là về giờ bản vẽ ra là mình đọc bản vẽ rồi mình chỉ cho công nhân. À. Rồi bạn gái mình giới thiệu một chút xíu cho mình đi em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết lắng nghe, chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em á, thì em dễ xúc động, với em sợ đau, với em hát múa dở lắm. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tự nhiên tôi muốn nói chậm chậm theo luôn vậy trời. Dạ, điểm mạnh của em là chơi được cả môn thể thao, em hát được ạ. Hát được. Rồi, làm bài đi, sớm lên. Hát bài về Huế nghe đi. Dạ đồng đội. À chị Cát Tường ơi, lâu nay chị có về Huế không? Có. Rồi em hát ba tình Huế nha. Rồi. Lòng đã hẹn thề, sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vần thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông Hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phai rưng rức bờ vai. Tình vẫn đợi chờ, qua bao mùa xuân vắng người xưa. Phố vắng chiều mưa, tóc thề nghiêng chiếc nón ai về. Đường chiều bơ vơ, thương tình ai em vẫn mong chờ. Cung đàn xưa gợi khúc tơ sầu, biết người xưa chứ nơi mô. Nghe rất Huế ha. Dạ. Hát hay mà, hát ngọt mà. Hay không em? Dạ hay. Ý, hồi nãy anh nói anh nhiêu tuổi? Tôi không dạy tới 86 mà, tôi thích 88 gì các đứa ạ. Bên đi 31. Hồi nãy nhất gãi hơn 2, nhì trai hơn 1 mà. Được không? Được. Được hả? Được, tới luôn, tới luôn. Rồi, tình trường em trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào hết á. Hả? Dạ chắc có thể là do em nhỏ con quá. Thứ hai nữa chắc do môi trường làm việc của em nên em cũng không có nam. Thứ ba nữa là duyên chắc chưa tới. Bạn trai, bạn có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trải qua được 3 mối tình ạ. Mối tình dài nhất 2 năm. Lý do sao mà chia tay? Nhưng mà bạn nữ con học mới đại học năm 1 à. Xong hai người từ thấy là không thể. Nhưng mà thời gian này ra bạn nữ nghĩ cho em là lớn tuổi rồi vậy á. Xong là hai người tự động chia tay chứ không còn đi. Bây giờ thì anh sẽ tìm một người yêu như thế nào? Nói chung là vấn đề tuổi tác thì em cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái nhìn đầu tiên mình có tình cảm á. Chiều cao thì 1m55 trở lên là được rồi. Còn ngoại hình nhìn dễ nhìn. Dễ nhìn. Dưới 1m50 được không? Em là 1m65 à. Cũng lung á, hai người lung rồi, để con ra chắc lung luôn. Lặn với lặn cho nó trội lên.
Được không em? Cái này gặp mặt rồi mình bàn sau đó chị Cát Tường ha. Thôi nhưng mà khi gặp mặt nhiều khi xinh đẹp quá, dễ thương quá thì tiêu chuẩn nào cũng không có nghĩa gì trơn. Rồi bạn gái em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì đối với em cũng không quan trọng lắm. Chị Cát Tường nhìn được là được rồi ạ. Rồi. Dạ. Em thì em rất thích đi du lịch và làm những công tác thiện nguyện. Thì em không biết là anh Minh đó có không? Hỏi ảnh đi. Dạ anh ơi, anh có thích đi công tác thiện nguyện cũng như là đi du lịch chụp hình đồ không ạ? À, có em ơi. Em thì em không thích bạn nam hút thuốc, cờ bạc, vũ phu, gia trưởng. Có dính cái nào không em? Dạ thuộc công trường căng thẳng lắm. Lâu lâu nhưng mà hút ít à. Dạ ngay tầm chụp điều độ lại à, được gọi. Ba điều thôi. Dạ, cố gắng. Rồi chị Cát Tường qua coi được không? Bớt bớt chút chiều cao đi, cô này cô nhỏ con lắm. Được không? Không có quan trọng đâu, quan trọng là nhìn mặt thôi. Bây giờ nếu được thì nào đám cưới? Em để dự định chắc cuối năm hoặc đầu năm tới. Cưới đó ở mô? Cưới chắc ở trong đây. Không thích cái gì ở con gái? Nói chung là cũng giá chảnh là em không thích. Chắc cô này biết. Thôi được rồi. Thế này nè, anh chưa gặp cô gái bên kia mà cô ấy là một người tốt đấy. Một người mà làm công việc đó là một người hết sức là kiên nhẫn. Một người rất là yêu thương mọi người. Bây giờ mình sẽ qua anh coi nha. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Nãy giờ em nghe nói bên đó anh nói như vậy thì em có thể tưởng tượng anh đó như thế nào không? Cũng đẹp, cũng dễ thương. Dạ. Anh đi hoài à, em có lo điều đó không? Dạ cũng lo. Mình gặp mặt cảm nhận thôi chứ giờ anh cũng biết nói sao. Dạ. Mình hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ em đi với mẹ, với chị gái em, với anh rể em. Chào cô. Cô thấy anh bên đây như thế nào? Thấy cũng rất dễ thương. Tới được thì là rất là mừng, vui vẻ. Nhà bác có mấy người? Có mình nọ. À con một luôn á hả? Nếu mà thương thì tôi mặc rể. Mặc rể? Ở rể được không? Dạ được ạ. Quá tốt chứ sao không được. Chị bên chị có ý kiến gì không? Anh chị nè. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Dạ chào anh. Em Hảo thì rất là dễ thương, chăm chỉ học đi làm. Còn mấy em trai bên này á thì cao, cũng đẹp trai. Anh mong là sau cuộc hẹn này mà tìm hiểu được thêm nữa thì đó là một điều rất tốt. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi, trai, em đi về hai điện lại mọi người bạn ạ. Rồi em nhìn nhận xét chị gái bên này như thế nào? Chị cũng dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng nữa. Em cảm thấy có phù hợp với anh trai của mình hay không? Chắc được, mà tuy em cũng biết nữa tại vì anh của em thích thì được thôi. Em là từ Huế vào đó hả? Hay là ở đây? Dạ làm ở Sài Gòn. Làm Sài Gòn luôn hả? Em gái bên kia thấy thế nào? Thì chị dễ thương, cũng được ạ, được đó luôn á. Thôi nói chung là quan trọng là ý kiến của hai người ngồi trên đây, hai nhân vật chính ha. Chúng ta kéo màn lên cho họ gặp nhau. Hãy nhìn cảm nhận và đưa ra quyết định. Đầu tiên gặp mặt anh có quà tặng em? Dạ em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Dạ chúc anh nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Em thấy anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được ạ. Anh thấy em cũng dễ thương. Thì hẹn hò em muốn như thế nào? Có thể thông qua internet, có thể qua điện thoại. Hoặc thỉnh thoảng nếu cuối tuần có dịp thì anh có thể vào đây. Hoặc nếu có dịp rảnh thì anh có thể ra ngoài, không sao hết ạ. Nếu như mà mình đồng nục hẹn hò thì em mong muốn như thế nào? Một tháng, giống như một tháng một lần hay là hai lần hay là ba lần hay là bốn lần gì đấy? Cái đó chắc là phải phụ thuộc vào cái công việc của anh cũng như công việc của em. Nếu khi rảnh thì có thể một tháng 4-5 lần. Còn nếu có khi không rảnh thì tháng 1-2 lần. Cái đó em nghĩ là mình phải dựa vào thực tế thì sẽ tốt hơn. Em rất là thích đi thiện nguyện, mong muốn là mình có dịp đi. Thì anh có đi được không ạ? Nếu như mà anh sắp xếp được thì anh đi cùng em. Làm mấy cái đó thì anh cũng rất là thích. Rồi em trai em quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Quan tâm chia sẻ với nhau. Đàn ông thì phải chăm lo được cho vợ con. Em quan niệm như vậy ạ. Nếu như công việc nhà thì mình có thể chia sẻ với nhau được không ạ? Cái đó cùng thì, nhau làm được không ạ? Cái đó thì cũng bình thường. Hoặc là mình ra mình phụ rặt rau rặt đồ cũng, mình nấu cơm cũng được mà, có gì đâu. Các bạn suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận nãy giờ như thế nào? Mình nói thật với người đối diện ha. Anh vào đây và được gặp em thì anh thấy em ngoại hình hơi lùng tí hơn nhưng mặt thật cũng dễ thương, thật lòng như vậy. Và nếu như mà cảm thấy mến nhau thì cho nhau một cơ hội.
Dạ, em nghĩ đến đây đã là một cái duyên mình gặp nhau. Em phải đăng ký rất là lâu thì mới tới, cho nên là em nghĩ chúng ta cứ nên cho nhau một cơ hội. Rồi, chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận về đối phương như thế nào. Đây có phải là người để chúng ta có thể trao nhau một cái duyên? Trên sân khấu của bạn muốn hẹn hò, rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. Quyết định là ở các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau. Không đi, không đi. Sao? Bạn nhau không em được không ạ? Được, bắt gật đầu rồi đó. Tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy vậy. Tật xấu của em, trai đẹp thôi. Cỡ Captain America cũng được. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em. Bạn ơi, giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Đình Khoa. Năm nay 29 tuổi. Hồi trước học nhiệt lạnh trường đại học công nghiệp. Nhưng mà giờ chuyển qua kinh doanh rồi. Kinh doanh gì? Quán trà sữa và cua, tôm khô. Bán trà sữa và cua hả? Trời ơi. Quê ở đâu? Quê em ở Hồ Chí Minh City chị. Rồi, vậy ha. Bạn nữ giới thiệu đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên Huân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm vị trí tiếp tân ở spa với lại thẩm mỹ viện. Tiếp tân ở đâu em? Dạ, ở quận Phú Nhuận. Ồ, gần nhà, gần em, gần em. Thẩm mỹ viện. Gần nhà em á chị. Anh làm ở trên Gò Vấp á, chắc cũng giáp với anh Phú Nhuận á em. Dạ, em làm ở Nguyễn Văn Chổi anh. Nguyễn Văn Chổi là gần chỗ anh này đó, cách có chừng 5 phút cây à. Hỏi ai đưa đón em đi về? Ai đưa đón em đi về vậy? Có cần xe ôm không? Không biết nữa. Thích ăn cua không em? Dạ thích. Thích rồi, yên tâm đi. Trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? 25 tuổi chưa có mối tình nào hết. Chắc chị không tình quá à. Thiệt mà. Tại sao cũng duyên dáng xinh xắn vậy mà không ai để ý? Một phần cũng do em ít tiếp xúc với nam giới á. Ngày xưa đi học thì còn có gặp một hai thằng bạn. Sau này ra làm toàn là nữ không à. Gặp hai thằng nào? Cô này giọng của men ghê luôn á. Ý... Gặp hai thằng bạn chắc không yêu được rồi. Không. Không yêu. Không yêu rồi. Là sao? Cũng nhiều người nói em hơi dữ một chút. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em nên nói thật thì nói dối anh. Không, nói thật. Ở đây không có nói dối nha. Chắc mấy chục. Trời ơi, dữ vậy trời. Nhưng mà em thương có người à. Người yêu đã được bao lâu? Quen được 2 năm mấy mà chia tay chắc cũng gần 10 năm rồi chị. Là 10 năm nay là toàn là coi như là thế thân không thôi phải không? Dạ, có bồ chứ không có người yêu. Có bồ là sao? Bồ là sao? Người yêu là sao? Nghĩa là không có người mình yêu, có bồ thôi. Từ bồ cách đó, nó cách tới người yêu xa không? Xa lắm đó chị. Bây giờ lên đây kiếm bồ hay kiếm người yêu? Kiếm vợ chị ơi. Trả lời dữ thiệt. Được. Hài hước ha. Rồi, tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Biết bán cua. À, chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy chị. Ý em nói em Trấn Thành nữa hả? Bốc dáng. Dạ, bốc dáng cao trên 1m6 là được rồi chị. Đừng cao hơn em. Rồi em, bản thân em thì đòi hỏi cũng hơi cao ha. Harry Won rồi ha. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là em biết lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Điểm yếu? Điểm yếu của em là em rất là bề bộn. Nghĩa là em về nhà em quăng đồ tùm lum á. Đồ nhà em giống như bãi rác vậy á. Ai dọn dẹp? Em đang kiếm người dọn giùm em. Bán trà sữa mà để chuột hamster rồi đuôi. Mà đã vậy còn ở dơ nữa, bề bộn nữa. Ủa rồi người mình có ở dơ không? Dạ không, người em sạch lắm. Chắc không? Chị qua hử thử rồi chị. Trời ơi, mắc mớ gì tôi hử thử trời. Qua hử mắc mớ gì không hử. Thơm, mùi thơm nhân tạo hay là mùi thơm tự tạo? Mùi thơm tự nhiên á chị. Mùi cua đó. Quá đi tưởng. Tự nhiên nó muốn rối loạn tiền đình rồi anh ơi. Hỏi cô này đã, mình có tật xấu gì không? Tật xấu của em chắc là do thích trai đẹp thôi. Giống ai? Dạ cỡ Captain America cũng được. Captain America mới được. Em thích người đó nhưng mà
không cần thiết phải y chang như vậy. Cái chuẩn em sao cụ thể, cao mập? Dạ, chuẩn của em thì cũng phải cao hơn em. Nếu mà cao cho 1m7 thì tốt, thân hình thì đừng có mập quá. Em làm thẩm mỹ anh này mặt mụn rồi, nám rổ rồi, tàn nhang rồi, được không? Dạ không. Phải láng mới được hả? Dạ phải láng, em sợ mấy người bị mặt này nọ. Sao bạn trai cười mỉm mỉm hoài vậy? Em thấy là em cũng tạm tạm được á anh. Tạm tạm được hả? Được. Sở thích của bạn là gì? Em là thích thua. Thua rồi. Sở thích của em là thích chở chó đi dạo, là thích đá banh. Chở chó đi dạo? Cái gì vậy? Không có gấu thì chở chó chứ sao anh? Sở thích gì lạ vậy? Sở thích bỏ cua vô lòng á, rồi nuôi chuột, rồi chở chó đi dạo á. Cao 1m7 thôi hả? Dạ. Có ăn gian không? Đâu đứng lên coi thử coi. Này 1m7 đúng không anh Linh? Đúng đúng á, 7-7-1 gì đó. Nhưng cái bụng hơi bự nha. Do là mấy tháng nay em bị chấn thương không đá banh á, nó mới mập. Lại đây coi. Hên quá, này ngạt mũi. Bây giờ mình đã tính gì tới chuyện hôn kết hôn chưa? Dạ tính rồi chị. Bao lâu mình kết hôn được? Khoảng 6 tháng tới 1 năm. Chuẩn bị được những gì rồi? Em giờ chắc cái gì em cũng gần có rồi. Gần là sao? Thì giờ em chỉ cần mua thôi. Chuẩn bị mua gì? Chuẩn bị chắc mua nhà. Định mua khu vực nào? Theo tình hình hiện tại chắc mua quận 8 mới có tiền mua. Vậy cũng được rồi, miễn có nhà là được rồi. Thí dụ mai mốt về lấy nhau tiền ai giữ? Nhất vợ gì trời. Vậy hả? Dạ. Vậy được, thôi vậy đó được rồi. Cũng thoải mái ha. Được. Nói chung cũng ca lăng. Ây da cũng được đó, mà không biết cái mặt có cải thiện được không chứ. Mặt này cũng không được đẹp lắm. Qua coi giùm coi đàn gái sao. Coi đi rồi. Thôi dễ thương quá. Làm gì giật mình. Hú hồn á. Bạn trai bên đây tính hài hước, vui vẻ. Em có yêu cầu gì bên đây không? Ảnh có thích nhậu không? Thích nhậu không? Ảnh? Ảnh không có thích nhậu em. Nó uống mà hai lon là gân anh về rồi. Anh có hút thuốc không anh? Không luôn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Dạ. Được không em? Mấy cái yếu tố đó thì được. Được à hả? Dạ. Dễ thương lắm nha. Hôm nay mình đi có đi với người thân không? Dạ có, em đi với má. Dạ có Cát Tường, dạ, chú Thường Linh. Dạ chào cô. Dạ cô nhận xét bạn trai bên đó sao cô? Thì cô cũng thấy nó vui tính. Mà không biết con gái, con thương con gái cô có đồng ý không thôi. Gái cô có hả? Sao 25 tuổi chưa có mối tình nào? Ngày xưa anh học thì đi học rồi về xong học. Chương trình này chơi là bà ngoại nó kêu lên kiếm bạn. Cũng muốn cho nó có tấm chồng. Thế ngoại có đặt ra tiêu chuẩn gì? Gia đình có đặt ra tiêu chuẩn kiếm con rể như thế nào không cô? Nếu nó biết trên nhìn dưới, biết người lớn này nọ. Chứ con sẽ đừng có gia trưởng nữa. Bé hồi đó giờ chưa biết nấu ăn gì chưa. Nó đi học xong mẹ làm, về là người nhà làm hết. Chiên trứng kia được không cô? Nó chưa đụng. Hồi xưa giờ chưa đụng tấm bắp nút. Trời đất ơi. Nấu mì được không? Mì gói chút nấu được. Ủa vậy rồi mai mốt về rồi là ăn uống sao? Cứ luộc cua ăn suốt thôi gì đâu. Không uống trà sữa, trời ngon à. Giờ mình về đi học được không cưng? Dạ học được. Sơ thôi. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, mọi người tưởng em đi đám hỏi nên đi đông lắm anh ơi. Có mẹ em, sếp em, bạn bè. Đâu, chào gặp. Chào cô Cát Tường, chào chú Quỳnh Linh. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Khoa. Dạ anh chào bác. Mẹ thấy là bạn gái bên đây á, là dễ thương, thấy nói chuyện cũng hiền. Thì từ xưa tới giờ mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con. Rồi nếu mà sau này có tiến tới với Khoa thì tập cho nó cái thói quen nó phải biết dọn dẹp. Ở nhà toàn là mẹ dọn dẹp không à. Mẹ cũng quải lắm rồi. Dạ không biết là bác có chịu được dâu không biết nấu ăn không. Dọn dẹp thì con làm được. Cô cũng dễ lắm. Tại vì từ xưa đến giờ là nhà có mình cô là hoa hậu à. Cô đi dậy từ sáng tới chiều cho cha con ăn cơm bụi luôn. Thứ bảy với chủ nhật á, thì mới ở nhà nấu cơm. Đồ ăn cứ mua để sẵn tủ lạnh á, rồi tự chế biến tự ăn. Nói chung là nó cũng biết tự lập. Với Khoa thì nó có trách nhiệm. Thành ra cái đó để từ từ mình tập cũng được. Rồi đó giờ là quyền quyết định lại là ở hai bạn. Kéo màn lên. Cua chuột gì đó tặng đi. Cái này anh tặng em để khi nào em nuôi em. Dạ mấy cô, mấy cô. Còn cái này á là em đừng nuôi nha, mẹ ăn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Khi nào em ăn mà thấy ngon thì nói anh ship cho trọn đời. Dạ. Cái này đặc biệt các em xưa giờ bà muốn hẹn hò đây là lần đầu tiên luôn đó. Tưởng ông nói tặng hai cua này em nuôi đừng ăn nha. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nhìn hiền. Dạ. Còn em thấy anh sao?
Anh cũng được. Anh nghĩ sao nếu mà em không thích làm dâu? Ủa anh cũng không thích làm dâu nữa. Anh làm dâu chi? Không làm dâu ai chịu không? Ý là em không thích vợ về làm dâu. Em không thích làm dâu. Có gì hỏi em không? Con anh muốn mấy đứa? Chỉ một hoặc hai thôi. Một hoặc hai. Em, anh có xăm mình không? Có. Có hả? Em không thích xăm mình. Giờ lỡ xăm rồi giờ sao? Giờ tao tốt hết trơn rồi, lỡ xăm có chút xíu bỏ. Thôi à, giờ cái thời anh còn nhỏ anh xăm này. Lúc anh còn trẻ trâu á. Sao em không thích người con trai xăm mình? Em không có đánh đồng, nhưng mà những người mà xăm hình á thường hay thể hiện mình là dân chất chơi, kiểu mà làm màu á. Anh đâu có xăm mấy cái hình đó đâu. Dạ. Với lại anh xăm trong người không ai thấy á. Vậy hả? Sau này chỉ có vợ anh thấy thôi đúng không? Nhưng bây giờ hiện tại là xăm hình gì hay là xăm hình bạn gái cũ? Trời, chị nói vàng gái chứ không dám quen em luôn rồi. Vậy là có thiệt luôn hả? Rồi xong luôn. Không cần biết anh là ai. Không cần biết. Trời ơi, mà xăm hình là xăm cái mặt người hay xăm tên? Xăm mặt người vậy? Sao em? Xăm gái cũ hả? Mình về mình xăm cái mặt em, dậm lên cái mặt đó. Vậy chị thấy nhiều người rồi. Anh nghĩ là cái chuyện xăm hình á là không phải quá khứ đi. Dĩ vãn. Chứ anh cũng không có thích thể hiện gì hết. Đúng rồi. Chỉ là hồi đó còn nhỏ nên suy nghĩ không chín chắn thôi. Đúng rồi. Chứng minh một cái điều là khi yêu người ta quyết liệt lắm. Đã yêu là yêu quyết liệt. Và khi cái chuyện nó qua đi rồi giờ còn nhớ gì nữa không? Cũng lâu quá rồi nên 10 năm rồi đúng không? Dạ. Ừ, coi nó hết rồi. Bây giờ nè, em nhìn bạn gái đi, cảm nhận thế nào? Đang tìm đọc tình thật rồi nè anh. Chứ hồi đó đến giờ em nhìn mấy người khác em không có... Em phải suy nghĩ thật kỹ và nói cái gì đó thật thuyết phục với bạn nữ. Anh thì chắc cái chuyện này anh đang nói không có hay. Nhưng mà anh là thật sự là muốn cùng em tìm hiểu. Rồi từ từ em có thể quyết định có quen anh hay không. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuột cua dẹp qua một bên. Xem đối tượng này có thể đi cùng ta một đoạn đường dài hay không. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? À, có bấm. Mình có chứng kiến của mình. Yeah. Anh biết rằng tuổi trẻ thì nông nổi ha, còn cô gái chị cảm thấy cái cảm giác của em không có miễn cưỡng cũng không hạnh phúc đâu. Đúng rồi. Yeah. Chính xác là như vậy. Chúng tôi cũng không khuyến khích mà các bạn phải bấm nút. Nói chung là chúng ta có duyên, mình rung động thì mình mới bấm nút. Hả? Mình không rung động thì thôi. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tuy rằng không bấm nút nhưng cua thì vẫn cứ luộc và chuột thì vẫn cứ nuôi. Dạ, cảm ơn. Đó là món quà, có thể các bạn sẽ là bạn với nhau. Mình sẽ nhớ nhau ngày hôm nay. Chúng okay. Ta có thêm một người bạn. Dạ. Rồi. Chúc thành công nha thằng trai nha. Cô vợ nó coi cái con. Con nghe cô vợ con sợ quá. Tại vì tính con nóng lắm. Cô đá cơ bản nha. Hey. Đây là có huy chương đàng hoàng, nó thế nào ra thế đó. Đó. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh và chào bạn Nam. Chào quý vị khán giả. Con tên là Ngô Thị Xuân Yến. Con năm nay là 30 tuổi. Con đến từ Vĩnh Long. Hiện tại công việc của con là nhân viên kế toán. Con cũng làm ở Vĩnh Long luôn. Vậy, ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Mời nhà trai đi. Chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Toàn, hiện làm nhân viên của một cửa hàng cắt cảnh. Buổi tối thì có những người mà như có đặt thêm bánh thì em sẽ làm thêm. Thì sống ở đâu? Làm ở quận 5. Quận 5, quê ở quận 5 luôn hay là? Quê ở quận 4. Quê quận 4 là quận 5. Lần đầu tiên là chú nghe vậy đó. Thôi bây giờ con giới thiệu đi. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh yếu. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại. Tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. Còn điểm mạnh thì thể thao, năng động rồi vui vẻ hòa đồng. Trước đây con có chơi bên taekwondo, đá banh với lại điền kinh. Đó là môn nào cũng có huy chương hết. Tốt quá. Con giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh con là vui vẻ,
hay tạo tiếng cười cho mọi người, suy nghĩ độc lập. Con thích đi chơi, đi phượt có cô. Đi phượt. Dạ đúng rồi. Điểm yếu của con là cạo với em nóng tính. Chà chà, hai đứa cùng nóng hết, coi bộ mệt mỏi à nha. Với lại con rất thích nuôi chó, cuồng chó luôn. Cuồng chó luôn hả? Cái đó điểm mạnh mà. Cô cũng thích nuôi dạ, chó đúng nữa. Rồi. Sẵn giờ con nói luôn đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ, con có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc là còn sinh viên, con quen bạn đã được 2 năm. Thời sinh viên bỏ qua đi, thời mới nhất nè. Mới nhất là cũng lâu rồi cô, 4 năm trước lận. Từ 4 năm trước, quen dạ, mấy rồi. Năm thì thôi. Dạ khoảng 1 năm hả? Lý do? Không có hợp cô, kiểu giống như suy nghĩ mọi người mọi khác, không có giống nhau. Rồi thôi chia tay luôn. Chia tay luôn. Rồi 4 năm nay ở không vậy đó. Dạ đúng rồi, chứ lại tính cách con đó là suy nghĩ cái như là suy nghĩ cái gì là phải đúng cái đó. Kiểu giống như là mình không có xác định với người ta thì đừng có làm cho người ta mất thời gian. Đúng rồi. Được thôi đó. Dạ đúng rồi. Không hợp thì thôi chia tay. Con cũng biết trải qua được 3 mối tình gọi là chính thức. 3 mối chính thức luôn á. Dạ. Dài nhất là mấy năm? 3 mối tình này đều có gọi là cái điều định mệnh hay sao á. Cứ đúng 2 năm là chia tay. Vậy mối này quen 2 tháng cưới luôn. Cho nó xóa phong thủy đi. Hy vọng là như vậy. Con có thích nuôi chó không? Trời, nhà con đang có một con chihuahua. Cái là cũng có nuôi cũng có thích. Dạ đúng. Chào cưng. Dạ còn hợp lý đó. Ừ, cũng thích nuôi chó đúng dạ. không? Con tưởng tượng cái người bạn gái của con sao? Con nghĩa mong muốn như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói chung là có quan tâm tới cho nhau. Biết chia sẻ, san sẻ với nhau. Đó là tính cách, còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cỡ 1.5m trở lên là tính 1.6m là được rồi. Con tưởng tượng cái người con gái ngồi bên đây là được bao nhiêu phần trăm mà con suy nghĩ? Trong suy nghĩ chắc bên cũng khoảng là 97% rồi. 97 rồi, thôi ông hốt luôn đi. 97 rồi còn gì nữa. Để qua chú coi 9 mấy nha. Đây. Để coi 90 mấy, trời ơi, dễ thương. Đó. Bây giờ con muốn tìm một mẫu đàn ông thế nào? Ngoại hình thì cỡ giống như Quân AB vậy chú. Hả? Hả? Cái gì? Quân AB. Ca sĩ Quân AB. Hơi tròn tròn, dễ thương. Nam tính. Nam tính tròn tròn, tròn, dễ, tròn thương. Dễ thương. Mà tỷ người không tròn thì sao? Dẹp lép được không? Sao nãy giờ con tả mà thấy giống chú Quyền Linh không à? Bạn trai phải là người không có gia trưởng, tính cách là phải mạnh mẽ, phải là quyết đoán, độc lập. Thí dụ mà con gặp bạn nam nào á, là đầu tiên là phải sạch sẽ. Tóc tay phải gọn gàng, tay chân. Mà con nhìn lần đầu tiên là con vô con nhìn nhìn cái móng tay liền đúng không? Tay với chân chuốt. Con ơi, con thấy sao nè. Đưa tay lên đây chứ coi. Cái tay thôi đó, kìa không có móng luôn, con yên tâm, cắt không còn một miếng móng nào móng luôn. Luôn à. Hai đứa được rồi đó, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Con đi với ai nào? Con đi với ai nè? Dạ con đi với em gái. Giống sao y vậy, hai chị em giống y chang vậy trời ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, dạ cô Hồng Vân, dạ quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ con thấy anh cũng hợp với chị, nhìn bên ngoài cũng hiền lành. Với lại ngày hôm nay thì ba ở nhà, ba cũng hy vọng là hôm nay, sau ngày hôm nay thì chị cũng có thể là có một mối tình nào đó tiến tới lâu dài. Và là đem bạn trai về giới thiệu với ba đúng không? Ba cũng trông dữ lắm rồi. Trời ơi, dạ. Thương không? Rồi em trai đi với ai? Dạ lúc đầu do có sếp nhưng mà bữa nay sếp đột xuất đi tỉnh nên không có tham gia. Thôi hai đứa gặp mặt nhau đi rồi tâm sự đi. Mở rào. Bắt đầu đi. Trời đó. Con khủng long. Dạ tại vì mọi người đánh giá em là thô lỗ, cọc cằn, nóng tính. Nhưng mà anh thử tiếp xúc đi rồi anh sẽ thấy nó dễ thương như vậy. Dạ em thích màu này. Em muốn tặng anh một món quà kỷ niệm vào ngày hôm nay. Cảm ơn em. Anh thì cũng có cái bánh gọi là tâm động của anh làm. À đây anh cầm này. Bánh là con tự làm luôn hả? Dạ. Con muốn thử không? Con thử đi. Con thử coi có ngon không? Bánh này hồi sáng con mới thèm. Con mới thèm luôn á hả? Trời ơi, ông trời cũng tính sẵn cho con luôn á, thèm tự nhiên có trai tặng liền luôn. Vậy là có duyên rồi. Ý trời rồi, con ăn thử liền đi con, thèm là mình phải hưởng thụ liền. Trời ơi, Linh có thích không? Tôi xin cho một cái nè. Chứ tôi nhìn tôi thấy hấp dẫn dữ lắm luôn á. Thiệt. Không có thích nhưng mà ăn đi còn nhiêu để đó. Dễ gì, bé nó nói sáng nó thèm rồi mà. Con cứ ăn con cảm nhận ha, con thấy ngon là con khen. Mà không ngon là con chê cho cô. Dạ ngon cô. Ngon phải không? À. Ngoài cái bánh á thì anh có thêm một cái món quà, cây son anh tặng cho em. Dạ cảm ơn. Rồi mua giỏ nó coi cái con nghe mua giỏ con sợ quá.
Tại vì tính con nóng lắm. Mà nhỏ cố gắng, nhỏ thiền, nhỏ làm bánh, nhỏ làm đủ thứ để bớt dằn cái nóng của nhỏ lại. Cái nóng của anh nó là đã từ hồi là thời trẻ bồng bột. Nhưng mà bạn này bạn nói tính bạn nóng dữ lắm luôn. Không sao. Thì lỡ mà bạn nóng quá rồi bạn bạn nói nóng quá không nói. Châm ngòi khai quả cho con lên lại cái nóng của con như ngày xưa thì nữa bỏ thì sao? Đi. Con bỏ đi ra ngoài khoảng 5-10 phút đó vô nói chuyện tiếp. Con cũng đòi bỏ đi luôn con. Hai đứa bỏ đi luôn hả? Vậy nhà tụi con phải sắm hai cái xe rồi đó. Con biểu diễn võ thuật cho bạn gái coi nào. Mình thử mình thể hiện cái tài cái lẻ của mình đi. Nói chung là mình đá một cái vài cú đá gọi là cơ bản nhất. Cú đá cơ bản nha. Hey. Đây là có huy chương đàng hoàng, nó thế nào ra thế đó. Đó. Đây là những cơ bản nhất của trong Taekwondo. À giờ con lấy cái bánh không? Con lấy cái bánh thấy luôn đá bài cái bánh rồi chú coi được luôn. Bình à, nữ hát bài tặng bạn gái hay bạn trai đi, nãy bạn trai múa giỏi rồi đó. Con tính hát cái xác không hồn á chứ. Cái gì? Cái gì? Con hát bài gì? Cái xác không hồn hả? Ủa có cái bài đó hả ta? Có, của Nhật Kim Anh. Có bài thiệt hả? Đúng rồi. Ồ. Vậy con hát một đoạn hả Nhật Kim? Ừ, con hát đoạn đi. Anh biết em mà phải lo cha mẹ cuộc sống ấm em. Đường tình duyên em, em định buông xuôi giữa dòng đời. Anh chớ đau lòng vì một người như em. Chưa hiểu chưa tròn, tâm thân này đành theo gió bay. Vậy đó hả? Cái xác không hồn vậy đó hả? Chưa vô, chưa. Còn khúc sau nữa. Xác thôi được rồi, bây giờ mình đùa chơi vui chút xíu. Bây giờ chúng ta nói về tình yêu đi các bạn. Hẹn hò sao nè? Thì nói chung là một tháng con có thể dành ra được cái tuần nào nếu mà được thì anh có thể về với Vĩnh Long mỗi tuần một ngày, tuần nào anh cũng đi được hết. Mỗi tuần một ngày như lại một tháng 4 ngày đó, một tháng 4 ngày đó đúng không? Đúng vậy. Ừ. Được không con? Dạ được cô. Khoảng cách đâu có gọi gì gọi là xa, nó cũng nằm trong phạm vi của trái đất và cũng trong một cái gọi là Việt Nam thôi. Ghê không? Ok, chính xác luôn. Cái quan điểm tình yêu và hôn nhân của hai đứa đi để mình hiểu nhau hơn nha. Trong cái quan điểm tình yêu của con thì gọi là biết chia sẻ, lắng nghe cùng nhau, nắm tay cùng nhau đi hết tất cả những gì mà như là đi phượt nè, du lịch đồ, một người biết chung thủy vậy là được. Còn em thì người đó phải là có bản lĩnh, phải có sự quyết đoán, không gia trưởng, phải độc lập về suy nghĩ lẫn tài chính. Cái đó là anh có rồi. Với lại là em thì nóng nó nhưng mà em muốn tìm một người là tính tình phải là nóng hơn. Nóng hơn trái nhà anh ơi. Phải chịu được cái tính của em. Dạ thí dụ tại vì anh mới gặp em thôi là rất là khó, nhưng mà anh hiểu tính em thì em rất là dễ. Đâu, anh thấy nãy giờ em cũng đâu có gì gọi là khó lắm đâu. Khó lắm anh ơi, khó lắm. Em vậy, khó có tính. Vậy em hãy cho mình cơ hội với nhau, sẽ tìm hiểu cái tính khó như thế nào. Thôi yeah. Được rồi, mình để tay đút bấm đi, nãy giờ nói chuyện nhiều lắm rồi. Cho nhau cơ hội hay không là tùy hai đứa. Các bạn hãy nhắm mắt lại, cảm nhận xem đây có phải là người mà mình sẽ hẹn hò hay không. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy. Nắm tay nhau nào. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau. Và chính thức ngày hôm nay mình hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau thật chặt đó. Bây giờ mình nói gì với gia đình hai bên đi. Nói chuyện với ba đi kìa. Ba đang ngồi coi truyền hình đó. Thưa hai bác, con sẽ cố gắng cùng em đi hết cái quãng đường còn lại của cuộc đời hai đứa. Hiểu. Chăm lo cho hai đứa một cuộc sống gọi là vui vẻ, hạnh phúc. Thôi hung đại đi, hung đi. Xin phép em. Rồi nào mọi người ơi, mọi người vỗ tay đi nào. Đó. Bạn nữ đầu tiên là em chia tay nhiều, thiếu kinh nghiệm không? Ai thiếu? Dạ em à. Theo em á,
yêu nhau đến lúc nào chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy đấy anh em. Trời đất ơi, nó lấy về hôn không được là chia tay nè kìa. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Võ Vũ Châu. Em năm nay 26 tuổi, hiện là em là nhân viên văn phòng công ty Home Credit à. Châu quê ở đâu Châu? Dạ, em sinh ra tại thành phố. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Bùi Thiên Triều. Năm nay em 26 tuổi, em hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Triều, bên kia là Châu, bạn làm nghề gì? Dạ, em là kỹ sư xây dựng, chuyên đi giám sát. Mấy ông giám sát công trình đi hoài, đi hết chỗ này chỗ kia chắc cũng quen nhiều lắm mà. Dạ không có. Quen được mấy người yêu rồi? Chính thức thì quen hai bạn. Lý do tại sao chia tay? Dạ lý do của em thì nó nghiệt ngã. Bằng nữ đầu tiên á là em chia tay vì thiếu kinh nghiệm hôn. Hả? Ai thiếu? Dạ em à. Cô nói luôn hả? Chiều đó về thì bằng nữ đó có điện thoại cho em. Thì nói là lần đầu tiên hôn phải không? Dạ em có trả lời là có. Thì sau này thì khoảng thời gian đó là nhắn tin ít dần và có thể là không liên lạc với nhau. À, hôn có một lần ta chia tay luôn á hả? Dạ. Vậy chắc bằng cách là sao? Dạ không phải. Rồi, mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì là em không tìm được câu trả lời trong suốt quá trình quen nhau. Tối nào thì em với bạn nữ đó cũng nói chuyện điện thoại với nhau mà cứ kết thúc cuộc điện thoại thì bạn nữ đó cứ hỏi em một câu là Triều có điều gì muốn nói không? Em chỉ nói là không. Trời đất ơi. Đúng là nghiệt ngã đó mà. Nói tới khuya rồi mà hỏi có gì muốn nói không, nói không. Dạ nhưng mà nhiều lúc em cũng nói nhưng mà không đúng câu trả lời chị ạ. Em nói sao mà không đúng câu trả lời? Ví dụ như em trả lời sao? Em trả lời gì? Dạ thì có lúc thì em cũng nói là chúc ngủ ngon. Có lúc thì em cũng nói là anh yêu em. Nhưng mà đều trật hết. Anh ơi em hỏi cái này được không anh? Em hỏi em. Nếu mà kinh nghiệm hôn á, em bản thân em cũng không có. Thí dụ như quen nhau không hôn được không anh ha? Được, được. Anh thấy cái điều đó vẫn được. Ủa không hôn rồi là sao? Tính cách của em là em quen tới một giai đoạn nào đó chín mùi thì mới có tiếp xúc cơ thể. Hiện tại là giờ em chưa có nghĩ tới cái đó. Em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình học trò 6 năm ạ. Là lúc đó có hôn chưa? Dạ chưa ạ. Cũng chưa nắm tay luôn, chỉ là bạn bè thì giúp đỡ nhau trong học tập. Và tới lên khi mà lên đại học thì vô môi trường mới, bạn có quen bạn gái mới, chú em chia tay. Tại vì không có va chạm cơ thể đó, người ta mới quen bạn gái mới đó, chứ có đụng chạm chút ta đâu có bỏ. Cô gái này lạ, tôi qua tôi hỏi vụ này cái. Dạ, ôi trời em, dễ thương quá. Không ai tính sao em... chứ giờ cổ không có cho nắm tay cho hôn gì đâu đó. Em tôi không biết ca này đâu. Anh hỏi nè, theo em á, yêu nhau đến lúc nào thì chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy đấy anh ơi. Trời đất ơi, người ta phải kiểm tra sơ sơ, người ta biết mình làm được người ta mới lấy. Lấy về làm không được rồi sao? Đó lấy về hôn không được rồi chia tay nè kìa. Không, mình có website này nọ thì mình có thể học hỏi. Học gì? Không, không, em đang nói coi về cái mảng kiến thức là y học chứ không phải coi về cái mảng kiến thức kia. Kia là gì? Yêu nhau, trao nhau nụ hôn đó là chuyện bình thường em. Nhỏ con mà già dễ sợ. Cưới nó hôn hả? Dễ thương mà. Thôi cởi mở chút xíu thôi ha, nói chơi cho vui thôi. Dạ. Nhưng nghĩ rằng á, quan trọng tình yêu khi mà chúng ta rung động, chúng ta đầy cảm xúc thì nụ hôn nó có thể hiện điều đó cũng là bình thường. Tại em chưa yêu đó em, lúc yêu hả, người ta không hôn mình là một đèo mình hôn lại, đừng có nói. Dạ. Anh nhắc lại nha, đồng ý đến đây phải hôn nhau đó. Chị nói cho em nghe, nếu mà em đã nói hồi nãy em gì sợt gì coi đúng không? Em lát nữa em sợ coi liền cho chị. Một nụ hôn á nó sẽ giúp làm trị rất là nhiều bệnh, giúp cho tăng tuổi thọ nè, giúp chữa trị bệnh sâu răng nè, giúp cho giảm căng thẳng nè, giúp giảm mệt mỏi nè, giảm stress, đủ thứ bệnh, đúng không mọi người? Yeah. Nếu như cả cuộc đời em không bao giờ hôn thì em sẽ già háp, xấu xí. Giá trị nụ hôn thế nào? Yeah. Giống như hai người dại hôn vậy trời. Dạ, yeah, để em coi lại. Cái đó là quy định của chương trình nha em nha. Dạ. Bây giờ em có yêu cầu gì khi muốn kiếm một người bạn trai không nè? Cái hình tượng của em trước khi gặp mặt á, bạn trai đừng châu chuốt bề ngoài quá, bạn trai cũng đừng có để mái Hàn Quốc. Đâu Hàn Quốc là mái sao? Dạ, mái bẹt qua một bên như vậy nè, chỉ nó sụt 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 xuống phải không? Là em thích đưa trán lên phải không? Em thích đầu đinh. À. Ủa đinh rồi hả? Đinh rồi hả? Rồi gì nữa? Với lại bạn trai đừng có hói. Đừng có hói. Dạ, bạn trai cũng đừng có để móng tay dài.
không hói, thích đầu đinh, đừng để móng tay dài. Dạ. Chào chị. Được. Tạm tạm. Có dài đâu chị? Ừ, cũng vừa đủ khều khều móc móc. Quên hỏi. Ủa rồi mắt mũi miệng chiều cao cân nặng gì có cần không? À dạ, bạn trai cao hơn em mấy 65 đi chị. Rồi. Được. Cái này tôi khỏi cần đo, tôi kinh nghiệm tôi nhìn là thấy đủ chuẩn rồi đúng không em? Vừa đủ. Vừa đủ đúng không? Tôi biết mà. Nãy giờ phân tích về cái phân tách cái nụ hôn đó là cuối dạ. cùng là em thấy sao? Thương nhau là được thôi chứ đâu có nhất thiết là phải hôn hay là đi tiến xa hơn rồi mới đi. Vậy là em cũng không biết hôn luôn. Dạ thì em nói em thiếu kinh nghiệm. Rồi xong luôn. Rồi hai đứa này lấy nhau về phải coi website hoài quá. Rồi em yên tâm đi, bên đây không biết hôn luôn, không có hôn em đâu, em đừng lo. Nha cưng. Dạ. Bây giờ mình gặp người thân đi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ em và một người bạn thân ạ. Xin chào cô anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường và khán giả. Cho cô hỏi là con có hút thuốc, uống rượu, có đi cà phê hay cái này cái nọ hay không? Tự gì, nói chung là nhà cô rất là nề nếp. Uống cà phê cũng bình thường mà cô. Không, uống cà phê mà ngồi lê đôi mắt á, uống xong rồi về. Còn đằng này ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Thế là vô cao nhiều ngày đó. Ừ, là cô không thích. Dạ, thưa bác, chào bác. À, chào con. Dạ, là con thì dạ con không hút thuốc, không uống rượu. À. Dạ, bia thì con có thể là uống được tầm 1 đến 2 lon. À. Dạ. Còn cà phê thì con chỉ hay đi cà phê với bạn thân của con. À. Dạ. Đi cà phê thường con đi vào ban đêm. Không có nghĩa là đi làm về để đi chơi với bạn bè chứ không phải là đi khuya. À dạ. Chứ cà phê mà ban đêm á là hay là cà phê ôm. Dạ không phải. Tại vì sáng con hay đi làm sớm mà. Giờ ban đêm uống cà phê nó nhẹ nhàng lắm cô. Ừ. Mình xả stress mà. Cô thấy là tạm ổn thì giờ hai đứa tạo điều kiện cơ hội để tìm hiểu nhau. Con học của anh Quyền Linh đó. Cái mẫu người đó rất là chuẩn, là tốt. Trời ơi. Rồi, cô cảm ơn ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. Con hay uống cà phê ban đêm. Anh đi bài. Dạ em đi với em họ em với lại bạn thân của em ạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. À, chào em. Chào tất cả khán giả. Em thấy chị rất là dễ thương, rất là hiền, gia đình nề nếp thì em thấy là rất là ổn. Anh của em thì khá là hiền, tốt tính lắm chị. Em hy vọng là anh chị cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Có bố họ tặng em lần đầu gặp này. Dạ anh có gì nói với em không? Nhìn em rất là dễ thương. Em nhìn anh có thấy anh giống người Campuchia không? Vậy có ấn tượng ban đầu của anh á thì em ấn tượng về mái tóc đầu đinh, tại vì em rất thích đầu đinh. Em có thích làm, em có muốn muốn gì nói đi em, nói đại đi. Dạ không, ý em hỏi là bạn nữ có chịu làm dâu không ạ? Dạ em cũng hỏi anh có muốn ở rể không ạ? Ở rể thì vẫn được, nhưng mà anh hiện tại là còn phải chăm sóc mẹ. Có thể ở gần nhà em, hoặc là có thể ở trong nhà em, có thể là có mẹ anh đi cùng. Thì hiện tại thì anh chỉ còn có một mình mẹ, không ai chăm sóc mẹ. Nên anh muốn là em là có thể thương mẹ anh như cũng thương mẹ của em. Và anh sẽ làm lại được điều đó đối với em. Nghĩa là hai mẹ ở chung nhà luôn. Dạ, điều đó càng tốt hả chị? Em thì ở đâu thì cũng vẫn được, nhưng mà có điều là em chỉ muốn là có mẹ em đi cùng. Tại vì em còn một mình mẹ thôi. Em ở nhà mẹ với ai nữa? Ba em mất, nên thành ra em cũng chỉ có còn mẹ với chị thôi. Dạ. Ba anh cũng mất. Vậy thì có thể hỏi mẹ được đấy. Dạ, chào bác ạ. Thưa bác, là con có ý kiến như vậy là hai mẹ có thể ở cùng với nhau được không bác? Trước mắt là tụi con phải tìm hiểu coi có hợp nhau hay không, rồi có tiến tới được cái hôn nhân hay không, thì cái chuyện đó thì tính sau, chứ giờ tự nhiên hỏi cô không trả lời được. Chính xác là như vậy, chưa ai trả lời được điều gì, bởi vì điều này nó cũng rất là quan trọng. Ý kiến của bạn nữ. Anh cũng không bỏ mẹ anh được, và em cũng không bỏ mẹ em được, thì nếu chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ tìm ra một cái cách nào đó thích hợp vẹn toàn cho cả hai. Đúng rồi. Dạ. Rồi đặt tay vào nút bấm nha. Hy vọng rằng các bạn sẽ suy nghĩ được những điều đó. Nào, bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Quyền quyết định của các bạn
1 2 3 Hết thời gian. Rồi mời hai bạn. Sao bạn lại trùng bước thế? Dạ tại vì khi nãy em có hỏi bạn nữ á, có chịu cho mẹ em ở chung hay là có thể ở gần mẹ em không, thì rõ ràng là bạn nữ không trả lời được câu hỏi đó. Nếu một người đàn ông mà có hiếu với mẹ mình, em thấy điều đó cũng rất tốt. Đúng vậy, hy vọng là các bạn sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Dạ sáng, không có đen lắm. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi. Mời bạn ơi. Đầu tiên mình giới thiệu về mình đi bạn. Mình tên là Đông Hồ, năm nay mình 26 tuổi. Mình quê ở Kiên Giang, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên ngân hàng. Ủa đó bạn nam, cụ thể là giờ bạn làm cái công việc gì, bạn nói rõ lại tôi nghe coi. Công việc chính của mình là đi tìm khách hàng, rồi cho khách hàng vay, rồi huy động. À, bạn nữ. Dạ, em tên là Mỹ Hằng, hiện em đang là giáo viên ngữ văn ở giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức. Quê em ở Sài Gòn, Thủ Đức luôn chị. À, mình bao nhiêu tuổi bạn? Năm nay em 25 tuổi ạ. Cô dạy ngữ văn nữa, ăn nói lại duyên dáng, dễ thương nữa, mà làm sao mà phải nhờ tới chương trình? Tại vì đa phần cái tính chất công việc của em là em dạy từ sáng cho đến tối á. Nhiều khi một tuần mới được nghỉ một ngày á, cho nên nhiều khi cũng lười đi chơi. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em nói rất là to. Em rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình. Em cũng biết nấu ăn và biết làm một số những loại bánh. Còn điểm yếu của em thì có lẽ là đôi khi em hơi nóng tính. Dạ, đôi khi là cũng lười dọn dẹp một tí á. Dạ, nhiều khi phòng một tuần mới dọn một lần. Dạ, cô giáo cũng hơi bề bộn dữ ha. Bạn trai có nguyện tình nguyện gì dọn phòng phụ không? Dạ, không sao đâu chị. Từng dọn lần chứ em tới 1 tháng mới dọn lần mà. Hai cái này hợp nè. Dạ. Có bao nhiêu mối tình rồi? Hai người để nhớ. Còn mà gâu ghia lẻ tẻ thì chắc cũng nhiều. Ủa có gâu ghia nữa hả? Dạ thì là giống như không chính thức á anh. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn sao? Ưu điểm của em á là người miền Tây mà giống anh Linh nên là thật thà, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thật thà lắm. Dễ chịu. Mọi người gặp em thì có thể nói chuyện thoải mái. Em dễ tính. Dạ. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm thì hay sự sự cảm tính. Em không thích cái việc gì đó mà đừng có ép em. Có ép em cũng không có làm. Chắc là ít quan tâm người khác, với em cũng giống bạn nữ bên kia, lười yêu. Đàn ông mà ít quan tâm với người khác thì cái này là nó hơi nặng chứ không phải là điểm. Dạ, đúng rồi, mình có bạn gái mình phải quan tâm đến bạn gái chứ. Bây giờ muốn có người yêu rồi lâu dài phải là tập cái thói quan tâm đến người khác. Dạ. Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Bạn nữ cao khoảng 1m57 trở lên. Được. Da sáng, không có đen lắm. Cái da đen thì cũng ngâm đen đen rồi, có ấn tượng chứ, cá tính chứ. Em đã đen rồi mà bạn gái còn đen nữa rồi, đi giống thằng thằng. Rồi gì nữa không bạn? Ăn mặc không hở hang quá, hở khoảng 40%. Trời ơi. Ủa nhiều quá anh. Vậy thì quá nhiều. Ta hở có 20 cũng dạ. Hở 40 gần như mặc quần không mặc áo rồi. Tăng lên chút thì hở 20 thôi anh. Thôi, trời dạ. Trời phóng khoáng quá ha. Lần đầu tiên mới thấy bạn trai phóng khoáng vậy luôn. Vậy với lại là bạn nữ đó là sẽ không có xe xua đua đòi. Nhưng mà nãy mình nghe bạn giới thiệu thì mình thấy bạn cũng gần giống như cái hình mẫu bạn gái mà mình mong muốn rồi đó. Bạn quê ở miền Tây vậy chắc bạn cũng có một tí xíu lãng mạn ha. Chắc là không được lãng mạn mấy. Thôi thí dụ vậy. Quá mất là lãng nhách. Bây giờ mình tưởng tượng cái đi. Bạn trai bên đây là tới ngày sinh nhật bạn gái, bạn nghĩ coi cách nào tổ chức cho nó lãng mạn chút xíu thử coi. Chắc là hôm đó sẽ mình đi làm về sớm, nếu mà quen thân rồi có thể là tổ chức yêu rồi đó. Yêu luôn hả? Ừ. Dạ nếu vậy thì em sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn tại nơi em ở, rồi chuẩn bị cái gì kỳ vậy? Có lãng mạn không? Dạ không, em chưa nói hết mà anh. Thứ nhất là phải có bánh kem, rồi chuẩn bị nến, thật là nhiều nến. Để chỗ em ở view cũng lý tưởng, nhìn qua Bitexco. Dạ. Ủa em ở với ai? Dạ em ở... ở nhà trọ dưới chân Bitexco. Dạ thì em nói view Bitexco rồi chứ em đâu nói ở gần Bitexco. Em ở với ai? Dạ em ở với bạn cùng học đại học đại chị ơi. Ủa rồi em tổ chức cái đó rồi bạn em nó ăn sinh nhật chung luôn hả? Dạ. Đâu sao đâu chị, tại thường bữa nó cũng đuổi em đi hoài à. À là bữa đó em đuổi nó đi hả? Dạ bữa đó em đuổi nó đi. Em thấy về lãng mạn chưa em? Dạ chưa. Thấy chưa? Dạ em thích mẫu người bạn trai sao nè em? Thứ nhất là phải cao hơn em, 1m68 hoặc là 1m7 gì đó. Rồi. Dạ em thích da đừng đen quá, cao to. Cao có.
to coi lại. Gì nữa em? À, em thích bạn nam mặc đồ sáng một tí. Ví dụ như là mặc cũng phải cỡ như là áo xanh hoặc là áo màu đỏ mặc đô chẳng hạn vậy. Xanh lè luôn. À, là nổi chứ phải à, sáng. Dạ. Dùng từ ra sáng là một trắng màu thì kia mới gọi là sáng. Rồi có điều gì bạn không thích ở bạn nam không? Tính gia trưởng, độc đoán, tay. Tay chắc không có đâu. Dạ đúng rồi anh. Dạ, chào chị. Cũng bự mà. Bự à, chà bá lửa luôn à. Cao nhiêu? Dạ cao 1m76. Trời ơi, có ăn gian không? Đưa đứng lên coi đâu mà dữ vậy. Dạ nãy giờ ai cũng hỏi mà thiệt chị ơi. Tay giống công tử Bạc Liêu ghê ha. Dạ tại lâu ghi hình nên vậy á chị. À, với bình thường tài lỗi không hả? À? Dạ không có. Nay nó là công tử Bạc Liêu chứ thường ngày nó công tử Bạc Bẻo. Chị ơi hỏi giùm em cái, hồi nãy anh nói lười yêu á, vậy là ví dụ như mà mấy ngày mà đi chơi á, anh có thể đến nhà chở em đi được không chị? Đàn ông thì đương nhiên là khi mà mình quen phụ nữ thì mình phải là người chủ động rồi bạn. Đúng rồi. Còn đi chơi thì mình phải qua chở bạn thôi. Em không thích thì em không đi, chứ còn mà em thích là em nhiệt tình lắm. Ờ, cái đó là phải gọi là lười yêu mà tại chưa trúng đối tượng, đúng không? Dân miền Tây mà chơi xa láng luôn, sáng xa gì sớm. Xa láng sáng gì sớm. Ừ, lo gì. Ồ, cao ráo, đẹp trời, trai lắm à. Kiên Giang mà. Xem sao, ồ, trời em. Dạ. Ví dụ như đàn trai đặt cái chuyện làm dâu em có sợ không? Theo chồng về Kiên Giang ở lập nghiệp với đó luôn em chịu không? Dạ không, gia đình em ở đây rồi, nói chung mọi người, người thân đều ở đây và em cũng lập nghiệp ở đây nữa thì... Nói về thôi chứ đẻ đứa hai đứa thẻ đâu không theo. Em có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi, 500 anh em ngồi dưới anh. 500 anh em đâu? Hả? Wow. Trời ơi. À, mình là Minh, là đồng nghiệp quản lý trực tiếp của bạn Đông Hồ. Minh làm việc với Hồ cũng một thời gian cũng khá dài. Thì cái vấn đề là Hồ là một chàng trai tốt, chỉ là có đen chút xíu thôi. Chứ còn phần còn lại là mình nghĩ là ok. Một người đàn ông chuẩn man, bạn gái yên tâm với vấn đề này. Bên đàn gái thì cũng rất là dễ thương. Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em. Đàn gái mình bên đây có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em. Mẹ thì mẹ thấy bạn này thì nói chung rằng là rất được. Cái mẫu mực thì tốt rồi. Cho cô hỏi con ở Kiên Giang, gia đình anh chị em có đông không? Dạ, nhà con thì có 5 người. Con có tổng cộng là 3 anh em. Con thứ hai con cả. Rồi, thì mẹ thấy rằng là tốt đó con. Không có gia trưởng. Dạ. Là cái điều đó là tôi rất mừng. Sống thì tôi thấy sống là còn thiếu một chút nữa là không có quan tâm mấy. Nói chung rằng là không phải là không quan tâm, nhưng mà từ cái chỗ không quan tâm thì học hỏi từ từ nó sẽ tới thôi. Nếu con là... con rể của bác, con hứa là sẽ thay đổi bản thân mình, yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn một cách tốt nhất của con. Thì con sẽ đối xử với gia đình bên mình giống như là ba mẹ của con, sẽ không có phân biệt giữa ba mẹ vợ hay là ba mẹ ruột. Rồi, cô bác cảm ơn con. Coi như là tán thành hết rồi đó. Giờ ăn thua là cái nhìn đầu tiên. Kéo màn, hai trẻ gặp mặt có tình hình sao? Rồi. Kéo màn. Chào bạn, anh có món quà tặng cho em. À, dạ em cảm ơn anh. Thì anh cũng sẽ có một số cái quan điểm của mình muốn trao đổi với em. Cái thứ nhất là về cái chi tiêu tài chính của mình á, thì bây giờ anh sẽ có 10 thì anh sẽ xài khoảng 5, 6, 7. Còn lại thì để sau này lo cho tương lai. Thì em có tự ý về chuyện đó không? Em có tháng có 10 triệu, em xài 7 triệu, em đưa con ta có 3 triệu, nó lo con cái nhà cửa sao đủ. Dạ không phải, cái đó là em thí dụ thôi chứ không phải là nói là em xài... Thí dụ rồi. Trước khi mà tính đến hôn nhân thì cái phần đó để dành là đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà là cưới nhau rồi thì em nghĩ thì chắc có lẽ là chi tiêu thì em có thể quản lý được không? Em có khắt khe quá về cái tiền chi tiêu của anh không? Thì ví dụ như anh 10 thì em 8, anh 2. Tại vì còn có rất là nhiều thứ cần phải lo cho gia đình. Dạ. Đâu, nếu đủ để đảm bảo những nhu cầu thiết yếu thì cũng ok. Dạ, vậy thì anh có ý định là lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không? Ý định của anh là lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn thì anh có ý định là sẽ mua nhà hay gì không? Dạ có chứ, đang phấn đấu cho tương lai để mua nhà mà. Thì hiện tại là công việc với thời gian của anh thì nó hầu như là nó hơi bị kính lịch. Là sáng thì khoảng 7-8 giờ anh ra khỏi nhà. Và dạ, tới khoảng 9 giờ tối đi học buổi tối nữa. Tại vì công việc của em thì cũng đi từ sáng đến tối đó, cho nên thì em rất là hiểu cái tính chất công việc rồi. Hiểu. Thì anh sẽ sắp xếp lại cái thời gian của mình, sẽ dành thời gian cho em. Chỉ có điều mỗi lần gặp thì phải chất lượng. Vui hết cỡ. Dạ. Chia sẻ hết những gì mà ví dụ như trong một tuần hoặc là trong một tháng đó, là mình có những cái bức xúc hoặc là có những cái vấn đề gì mà về công việc hoặc là cái gì đó thì mình có thể chia sẻ hết với nhau. Cái đó em yên tâm. Vậy là giờ hiện anh đang ở gần chỗ quận nhất đúng không ạ? Anh ở, đúng rồi, anh ở quận 7, cầu Kinh Tẻ. Buổi gặp gỡ đầu tiên nè,
hát bằng một bài hát gì đó tỏ tình với cổ à. Hồi nãy anh hỏi em ưu điểm, em chưa có nói là em không biết hát anh. Bây giờ hát hay là chuyện bình thường, hát làm luôn. Đừng cười nha quý vị. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rồi hát là chị làm chị hát hay mà. Bài này ai cũng hát hay chứ, chỉ có mình em hát chưa hay. Dạ chưa hay chứ không phải là dở. Dạ vài bữa tập không có cố gắng, mình ghi nhận có cố gắng. Vậy thì nên em cũng gửi tặng anh một và bốn câu thơ của Xuân Quỳnh. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Đúng rồi. Nếu biển không có sóng đâu thể biết biển dạt dào, nếu chiều không hò hẹn đâu thấy lòng nôn nao. Dạ, thật ra là nãy giờ em bị cận đó. Trời ơi. Nãy giờ chưa thấy nãy bản giờ luôn nhìn á. Chưa rõ anh, giờ nhìn rõ mới quyết định hả? Nãy giờ chưa thấy gì luôn á. Trời đeo kiến vô nhìn xinh hơn nữa đó. Bây giờ mình tỏ tình một câu nào nó nghe nó nhẹ nhàng, lãng mạn chút đi. Không, em đứng lên đi. Dạ vậy thôi để em đứng lên. Dạ vậy em có cần đứng dậy không? Chắc là em đứng dậy luôn đi. Dạ. Cầm tay em được không? Dạ. Để tạo niềm tin nữa mà. Dạ. Bắt đầu nha. Dạ. Là nói gì vậy? Có thể hôm nay anh không phải là giống như đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của em, nhưng mà anh tin khi mà em quen anh thì anh thứ nhất là anh có sức khỏe, thứ hai có trí tuệ, thứ ba là anh có sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mình, thì anh sẽ đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất của anh. Trời ơi thích quá, lần đầu tiên tôi nghe một anh mà giới thiệu về bản thân rồi lãng mạn. Anh có sức khỏe, tôi khoái nhất câu đó đó. Nói chung thì cũng bất ngờ khi mà anh có những cái lời như vậy nói với em. Xét nó đánh cái đùng rồi đó. Đúng rồi đó hả em? Đúng rồi đó hả? Khó rồi đấy. Xém trúng rồi đấy. Dạ đúng rồi ha. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Ủa tôi chưa có đếm gì trơn mà cô. 3, 2, 1. Bấm gì liên tục vậy? Hai người nắm tay cái đi. Bây giờ thực sự mình đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Rồi đây, mình có thể dẫn bạn gái đi xem phim. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em thì chưa trải qua mối tình nào hết, cũng chưa có ai tỏ tình gì với em hết. Thiệt hả em? Dạ em thiệt, nhiều khi em cũng nghĩ là cũng không biết tại sao, nhưng mà trước giờ em chưa một lần nào rung động thật sự. Dạ chưa luôn chị. 26 tuổi mà chưa rung động lần nào em hả? Em có đi chơi riêng với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Dạ em chỉ có em. Em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư cùng bạn nữ bên cạnh ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Xuân Nghĩa, năm nay em 26. 26, làm công việc gì Nghĩa? Dạ, hiện tại em đang là dẫn chương trình trên đài truyền hình ạ. Ồ, làm MC đó hả? Nhà đồng nghiệp. Quê mình ở đâu? Dạ, em đến từ Bình Định ạ. Dạ, hiện tại thì em ở chung với chị ruột của em ạ. Dạ, ở quận Tân Bình. Tân Bình. Rồi, bây giờ mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Em tên là Hồ Trần Thiên Thanh, năm nay em 26 tuổi và em đang làm trợ lý giám đốc ạ. Em ở quận mấy? Dạ, em ở quận Bình Thạnh ạ. Rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Thanh? Dạ, ưu điểm của em là sống tình cảm, biết quan tâm tới mọi người. Em cũng biết nấu ăn nhưng mà cũng không hẳn là giỏi lắm. Em là người khó mở lòng. Nếu như mà một người mà em cảm thấy là em không đủ tin tưởng thì em sẽ ít chia sẻ và ít nói chuyện. Còn bạn nam? Em không có hút thuốc, biết nhậu nhưng mà không có nhậu nhiều thôi. Dạ, và không cà phê. Và nhược điểm thì em rất là nhút nhát với những người bạn mà em có cảm tình với họ. Tức là những người bạn gái á. Ví dụ như em mà có cảm tình với họ thì em rất là nhát. Cảm tình là thoải mái đúng không? Dạ, còn không có cảm tình thì đẹp. Gặp cô kia có nhút nhát không nha? Dạ, đẹp như thế nào? Nhút nhát là có cảm tình đúng không? Dạ. Mình nói về tình duyên đi ha, nhà gái. Em thì chưa trải qua mối tình nào hết, cũng chưa có ai tỏ tình gì với em hết. Thiệt hả bé? Dạ em thiệt, nhiều khi em cũng nghĩ là cũng không biết tại sao, nhưng mà thật sự là như vậy. Trước giờ em chưa một lần nào rung động thật sự. Dạ chưa luôn chị. 26 tuổi mà chưa rung động lần nào em hả? Em có đi chơi riêng với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Dạ em chỉ có mẹ thôi. Có người nào nắm tay em chưa? Dạ chưa luôn anh. Có người nào vô tình đụng tay với em chưa? Dạ chắc cũng chưa. Dạ. Em có coi phim tình cảm không? Dạ có.
có cảm xúc gì không? Dạ thì thấy cặp đôi người ta hạnh phúc thôi chứ. Em có thấy người ta hôn nhau chưa? Dạ có rồi. Lúc đó cảm giác em sao? Dạ chắc cũng ngại. Ngại thôi hả? Ủa vậy là sao ta? Tại mình không mở lòng hay là tại vì là... Dạ không, em nghĩ là chắc là do môi trường của em. Ví dụ là lúc mà em đi học thì em chỉ lo em học, xong rồi lúc mà đi làm chỉ toàn nữ với nhau thôi, nên là em cũng không tiếp xúc với nam. Có đâu, ta cũng vậy, y như em, người ta vẫn có tình cảm với một chàng trai nào đó, người ta vẫn cảm xúc trước một cái hình ảnh nào đó. Còn em hình như không có cảm xúc gì trơn á. Có ai nói em bị... Dạ không có, em vẫn thích con trai. Thích không? Dạ thích. Em nghĩ là bây giờ mình cũng lớn rồi, nên là em cũng muốn là có gia đình. Với lại mẹ cũng mong là mẹ có con rể, có cháu để mẹ vui, tại vì mẹ em cũng lớn. Kỳ ta không, cô gái cũng xinh đẹp cũng thế này mà không có chàng trai nào tỏ tình là sao ta? Dạ em cũng không biết nữa anh. Em có giữ không? Dạ không, em hiền lắm, em đâu có giữ đâu. Em chỉ mong là mình có một tình yêu duy nhất rồi cưới luôn. Tại vì em sợ là yêu xong rồi chia tay thì em sẽ cảm thấy đau khổ. Sai rồi bé ơi, trời ơi. Làm như thế giới còn có cô này thôi. Đúng, chính xác. Thế giới quá đáng, thành phố Hồ Chí Minh chắc còn mình em. Quan điểm tình yêu của chị là như vậy ha. Dạ. Tình yêu giống như là một bữa tiệc buffet. Rồi. Trên đó có rất nhiều món. Thì hãy bình tĩnh bước vào một bữa tiệc buffet và chọn ăn từ từ từng món một. Đừng dại dột bước vào buffet chọn cơm chiên ăn liền xình bụng no. Sai nha. Chọn ăn nhiều món từ từ và sau đó mình cảm thấy món nào ngon nhất, mình thích nhất, hãy chọn món đó là món chính, món cuối cùng và ăn thật nhiều vào. Đó thì tình mới yêu nghe cũng vậy. Điểm tình yêu như buổi buffet vậy đó. Để cho nhẹ nhàng, tình yêu cũng vậy. Sao thì em mình... nói tình yêu giống như buổi đám giỗ đi. Trời ơi quá đáng. Mình hãy thử biết được nhiều cảm xúc cung bậc của tình yêu và lúc đó mình mới chọn là chính xác. Em có cô bạn thân là nữ nào không? Dạ cũng có bạn thân. Có nào bạn thân hỏi em không? Tại vì bạn thân cũng bé giống em nên. Vậy cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ em muốn là bạn nam đó cao từ 1m7 trở lên. Là một người chín chắn, biết quan tâm, không gia trưởng, không hút thuốc, không nhậu nhẹt quá nhiều. Với một cô gái 26 tuổi như em chưa kinh nghiệm nào khi yêu, thì khi một người ta mà tiến tới với em á, người ta cũng sẽ hết sức là hồi hộp á, đúng không anh? Đúng rồi. Chưa yêu lần nào mà. Em nghe bạn chia sẻ rồi đó, bạn là sống dạng như là một cô gái ít khi bước ra khỏi ngạch cửa, rất truyền thống, khép kín. Thì em cảm thấy như thế nào? Nó có hợp với em không? Cái cách nói chuyện của bạn á, rất là cởi mở. Có nghĩa là nội tâm của bạn ấy vẫn là một người rất là hòa đồng, rất là vui. Chứ không phải là cứ đi về, có nghĩa là bạn đó không muốn chia sẻ với ai thật ra. Đúng. Trong những lời nói bạn ấy em cảm nhận được là cái tâm sự của bạn ấy rất là nhiều. Nhưng mà bạn chưa tìm được một cái người đồng cảm thôi. Thì em nghĩ vậy. Em cũng giống vậy luôn á chị. Tức là em đi làm về xong cái là em ở không là em ngủ à, chứ em không đi chơi đâu hết trơn á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng chưa anh. Trời ơi. Ủa? Em nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 26 luôn. Anh cũng hỏi những cái câu y chang như nãy luôn. Nếu nói em thích, em rung động thì có chứ anh. Em thích gái 100% mà. Gần đây em có tỏ tình với một bạn thì họ chưa gọi là tỏ tình anh. Chỉ mạnh dạn hơn là em nhắn tin thôi. Nhắn tin sao? Nhắn tin hỏi thăm rồi anh. Hỏi thăm mà đâu phải tỏ tình. Em chỉ hỏi thăm để xem là người ta có cảm tình lại với mình không. Mời đi xem phim hay là mời đi gì đâu đó thì bạn ấy lại xa lánh hơn xíu. Dạ. Em có bạn thân không? Dạ có. Thân là con trai hay con gái? Dạ con trai ạ. Ê. Em với bạn thân em có đi chơi với nhau không? Có hai đứa có đi coi phim không? Dạ không ạ. Khi nào hai đứa cần tâm sự cái gì đó hay là cần trao đổi về gì đó thì tâm sự luôn hả? Hai đứa bạn thân tâm sự tâm sự. Dạ ngồi thì, chung hay ngủ chung việc, hay về công việc về cuộc sống? Dạ ngủ chung bình thường anh. Bạn thân mà. Bạn thân luôn. Dạ ngủ chung luôn. Hai đứa ngủ chung có ôm nhau ngủ không? Giỡn thì có anh. Sinh viên thì lúc đó tụi em cũng vô tư thì giỡn chụp hình rồi làm câu like đó anh. Em dạ. Nhưng mà em thật sự thích con gái mà đúng không? Dạ, thiệt chị, thiệt. Chưa, chắc nó chưa có thích ai mà nó chú. À, đúng, em rung động với con gái có anh, có rung động con gái rồi. Nó chỉ nhắn tin chưa có yêu đương gì luôn. Dạ thì anh chưa. Anh chỉ kiểm tra giùm đàn gái thôi. Bởi bây giờ tôi nói cũng khó nhìn ra lắm. Tôi hơi nghi ngờ chút xíu. Mình sẽ hỏi thăm người thân xem sao. Em, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với cô, chị với lại mấy bạn. À, mẹ, cô, chị và mấy bạn. Dạ, xin chào đàn gái nhà mình. À, dạ, xin chào đàn gái. Chào MC Quyền Linh với lại Nam Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Thiên Thanh.
Con ở Bình Định thì nhà con là ở ngoài đó, vậy con ở trong đây với ai? Dạ, hiện tại thì con ở trong này ở trọ với chị con ạ. À, như vậy gia đình con đông anh em không? Dạ, có ba chị em, con là giữa. Cái chuyện tình cảm con có nghiêm túc không? Con có thích là dạ. cũng quen một người bạn gái là con sẽ lâu dài hay là con chỉ thích hẹn hò? Dạ, con cũng giống như là suy nghĩ của cô với của bạn là con thích quen một mối tình nào đó. Mình tìm hiểu mà cảm giác hợp nhau rồi á thì mình mới đi đến quen chính thức thì mình sẽ lập gia đình luôn. Đàng hoàng đó cô, dạ chính chắn lắm á. Thôi cô thấy là lên đây cũng là một cái duyên rồi. Có sự rung động á thì cứ cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, dạ. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Rồi. Nghĩa đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em và bạn thân ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào em Thanh và con chào cô ạ. Em là chị của Nghĩa. Con xin khẳng định với cô là em Nghĩa là một người rất là có lập trường và bản lĩnh. Sau khi mà Nghĩa tốt nghiệp đại học y dược xong thì Nghĩa phát hiện là Nghĩa đam mê về nghệ thuật, cho nên Nghĩa bước hẳn sang về nghệ thuật luôn. Anh chị, bạn bè, cô bác, rất nhiều người đã khuyên Nghĩa, nhưng mà Nghĩa vẫn quyết định đi theo con đường đó. Và khi Nghĩa mà đi theo con đường đó thì bạn luôn có một cái kế hoạch cho tương lai của bạn từng năm, từng tháng, và bạn theo đuổi kế hoạch đó, chứ không phải là bạn thích làm hôm nay làm cái này, mai làm cái khác. Ở đây là bạn thân của Nghĩa, bạn này bạn có gia đình rồi, bạn có vợ và vợ sắp sinh rồi, cũng có ăn ngủ chung nhưng mà không có gì hết anh Linh nhé. Ủa bạn sắp sinh rồi hả? Vợ của bạn sắp chứ. Sinh nó bạn sắp sinh không mà. Dạ vâng ạ. À, rồi xin phép nói về bạn nữ, chị rất là ấn tượng với em ha. Một cô bé rất là thùy mị, dễ thương, nói chuyện rất là điều độ, cá tính nhẹ nhàng. Cho nên nếu mà hai em cảm thấy mình có duyên với nhau thì mình cũng có thể mình tìm hiểu thêm. Cho gặp bạn thân chút xíu thôi. Dạ vâng. Em chơi với Nghĩa mấy bao nhiêu năm rồi? Dạ em quen Nghĩa từ năm cấp 2, từ năm lớp 7. Hai đứa học chung lớp rồi lên cấp 3 cùng chung. Rồi bắt đầu vô sinh viên, thời gian ở chung với nhau. Rồi sau đó đứa ở nơi. Em lấy vợ trước nhưng để bản thân em không có người yêu là sao? Chắc do cái giai đoạn hai đứa ra ở riêng. Cái buồn quá, cái đi lấy em... vợ hả? Thôi, bây giờ mình thoải mái nói chuyện với nhau để tìm hiểu xem có phải một nửa yêu thương của mình hay không. Mở rào. Bắt đầu đi Nghĩa. Chào em. Hôm nay mình gặp ở đây cũng là một cái duyên. Anh cũng có món quà muốn tặng em. Yeah. Món quà này thì anh chuẩn bị cách đây 6 năm rồi. Lúc anh còn sinh viên thì anh nghĩ là sau này nếu như mà gặp một người con gái nào đó mà mình có duyên, có cảm tình thì anh sẽ tặng món quà này. Thì anh đã giữ nó 6 năm. Yeah. Em tặng anh món quà, đây là hai cái cây và em cũng mong là sau này anh sẽ có một người bên cạnh và hai người sẽ gắn bó với nhau bền vững như là cái cây này. Yeah. Cảm ơn em. Mua món quà để 6 năm chờ hôm nay mới tặng. Không, em làm anh. Em làm. Em chỉ mua hai gói bông thôi rồi em về em tự dán ạ. Cứ mỗi năm em thấy cái gì mà thích cái em mua về em dán thêm. À. Là em dán luôn 500 đồng lên đúng không? Dạ em thắt rồi em gắn lên ạ. Em thắt lên em gắn. 6 năm qua đỡ tốn tiền tặng dễ sợ luôn. Thơm nhưng mà hồi xưa nó trắng lắm, để 6 năm mà xong nó cũng cũ. Cái màu đó cũng hợp với áo em lắm á. Anh nè. Rồi bây giờ hai bạn mình hãy nói về cảm nhận của nhau khi mà lần đầu tiên gặp nhau. Dạ chào anh. Tính em thì cũng hơi nhát á, nên là anh có phải là một người nói nhiều không? Tại vì nếu mà anh không nói thì em cũng không nói, là hai đứa cũng im lặng luôn á. Anh nói khi cần thôi. Ví dụ như em mà ít nói hơn anh thì anh sẽ nói nhiều hơn em một xíu để tạo không khí. Nhưng mà không có nói gì lố hay là quá đáng đâu. Yên tâm. Hai bạn chưa hẹn hò ai lần nào. Dạ. Bây giờ mình hãy lên kế hoạch hẹn hò cho mình đi nè. Hiện tại thì thời gian của anh còn rảnh cũng khá là nhiều. Công việc thì anh lên đài anh quay ban ngày thôi. Nhưng mà quay cũng rất là nhanh. Và khoảng 15 phút là một số rồi. Vậy một ngày em quay mấy số? Dạ, hiện tại một tuần em được có 3-4 số thôi. Anh có nghỉ thứ bảy chủ nhật không? Chủ nhật thì anh thường hay bận. Buổi tối thì thường rảnh rất là nhiều. Dạ, thường khoảng... buổi tối em cũng rảnh. Cho nên mình có thể có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn.
Mình tìm hiểu ở đâu? Qua điện thoại. Nói cụ thể là ví dụ mình đi coi phim hay là đi chơi. Ví dụ như rảnh thì mình có thể đi xem phim hay là đi nói chuyện gì đó. Lâu lâu thì hứng lên, mình nổi hứng lên gì đó, ngẫu hứng á, thì mình có thể mình đi từ thiện hay là gì chẳng hạn. Nói chung là mỗi việc nó sẽ có một ý nghĩa riêng, rồi nó là không làm cho cái mối quan hệ nó trở nên nhàm chán. Dạ, hai người chưa yêu nhau nói chuyện nghe bay bổng ha. Em muốn hỏi anh một điều là nếu như mà cưới nhau thì anh có thể ở rể được không? Ví dụ như mà gia đình em cần có người chăm sóc, cần có hai đứa con ở bên cạnh thì anh sẵn sàng. Có lý do thì hợp lý thì anh sẽ đáp ứng được. Tại vì anh cũng rất là dễ sống. Bây giờ thế này, em đứng lên đi Nghĩa. Đây, đứng đây. Nào, hai bạn nắm tay nhau. Nắm tay bên kia luôn. Em có muốn tặng quà nào đó, nhìn thẳng vào bạn gái và nói cái gì đó? Dạ, lúc ở ngoài cánh gà chờ vào thì em cũng có làm một bài thơ. Nói với bạn gái đó. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, cốt là anh muốn thăm dò mạch sông. Nếu em là hạt là công, xin em cho anh làm chồng em nha. Với lại có chế một bài hát nữa ạ. Thơ là lạ quá nha. Chế bài hát làm luôn. Dạ. Nhìn nhau, nhìn nhau. Hai mắt nhìn nhau. Đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người, yêu trọn đời không đổi thay. Đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người, yêu thật lòng không đắn đo. Đêm tình đêm anh nằm mơ, anh nhớ em, nhớ những lúc yêu thương ngọt ngào giữa chúng ta. Anh đợi chờ và cứ mãi đợi chờ. Em yêu ơi, đôi bàn tay anh em hay nắm, giật mình trong đêm anh sẽ tìm thấy lối ra. Sau lưng là bóng tối. Tiếp luôn em, tiếp luôn cưng. Hay vậy? Em quên rồi chị. Không, dễ thương đó. Không, tự nhiên em nhớ mà sao giờ em quên rồi. Coi như có bồi hồi, có rồi là có rung động rồi đó. Hai bạn dễ thương lắm. Thật sự á, anh đã làm mai mối rất là nhiều. Anh thấy hai bạn rất là trong trẻo luôn. Hình như trong veo luôn á. Nắm tay chặt đi, chặt dạ, đi. Đúng rồi. Có cảm giác gì không? Dạ, cũng có. Cảm giác thế nào? Hồi hộp. Hồi hộp. Còn Nghĩa cảm giác thế nào Nghĩa? Em thấy ấm. Thấy ấm. Rồi, được rồi đó. Đút lui về ghế đi. Nhắm mắt lại. Chưa yêu lần nào, chưa nắm tay lần nào, chưa hôn lần nào, nhưng đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Bởi vì các bạn nói đã yêu là cưới, và mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Vậy thì kiểm tra thật chặt con tim của mình nha. Mời cặp đôi chưa yêu lần nào biết ra làm sao. Để hai tay vào nút bấm. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Dạ, con chào bác ạ. Và con xin chào gia đình bên bạn ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn gia đình mình đã tạo cho hai đứa con có duyên với nhau để được gặp nhau. Con cũng cố gắng để dành nhiều thời gian để chúng con có thể đồng cảm với nhau hơn, cũng như là hai gia đình sẽ có thêm con dâu ngoan chàng rể Thảo. Dễ thương lắm. Cầu mong những điều hạnh phúc tốt đẹp nhất sẽ đến với hai đứa. Và để đánh dấu cho cái ngày hôm nay thì chị nghĩ là hai bạn mình hãy hôn nhau để mọi người cùng chứng kiến. Đúng không anh Linh? Đúng rồi. Xin phép mà, xin phép mà bác đi. Đây là quy định của chương trình. Thật sự nếu ta bấm nút thì chuyện đó bình thường. Dạ thưa bác, thưa chị và quý vị khán giả. Hôm nay thì em rất là vui. Hy vọng là con bác cho phép. Hôn môi, hôn môi, hôn em môi. Nghĩ là... Dạ thôi hôn má được rồi. Dạ, em nghĩ là hôn má. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Từ từ, từ từ. Nụ hôn đầu tiên đó, nó quan trọng đối với dạ. Đời chúng ta lắm. Em lần đầu tiên mà có hôn chị xỉu ngay tại anh xỉu tại chỗ luôn. Nụ hôn đầu tiên, cái má bên
Dạ bắt hình nhanh nhanh giùm em. Từ từ để nguyên, để yên nguyên. Nụ hôn đầu tiên nó lâu lâu xíu hít. Đâu ra ra ngoài vậy, không có thấy kìa. Kiến cá anh, kiến cá. Không có kiến ở đây. Tôi chưa thấy có đụng cái má gì chưa á. Em cho. Dạ. Từ từ nha. Để yên, để yên. Để yên. Coi coi sát chưa. Anh sát nữa, sát chút xíu nữa. Sát vô sát chút xíu nữa. À, xin chào mẹ của bé gái đằng nhà gái đây. Nói chung thì mẹ của Duy Thông thì quê ở Quảng Ngãi, đến đây một cái nơi rất là xa xôi, nhưng mà khi nghe con mình mà báo á thì tức là mình có gì cũng phải đi ngay để vô thử đi đến chương trình thử con mình nó có được muốn được bạn gái như tương lai hay không. Em giới thiệu về mình đi em. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư và bạn bên kia, và chào toàn thể quý vị khán giả. Rồi, em tên là Nguyễn Duy Thông, em năm nay 34 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Em ơi, em nói là bên đàn trai nói lại tên được không nè? Em cái tên hồi nhỏ trong giấy là tên là Nguyễn Duy Thang, nhưng mà em khi em đi ra làm á là thường thường á là cứ bạn bè cứ nó cái tên nó khó nghe, nó cứ kêu tên thông lên là cách là 20 mấy năm là cứ lấy tên Thông luôn tới giờ vậy. À tên trong khai sinh là Thoang. Dạ. Thoang đúng không? Dạ, em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Ngãi làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh làm gì? Em làm bên xây dựng anh. Xây dựng làm ở quận mấy? Em ở bên Bình Tân, mà làm thì nói chung là nhiều quận. Cái vụ nhà ở đâu mình họ kêu mình nhận làm. Ở xây dựng hay là kiến trúc sư hay là kỹ không, sư? Không, em nhận, em bên thầu. À thầu hả? Dạ. Rồi thầu xây dựng. Rồi, xin mời em. Dạ, em lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin gửi lời chào đến hai MC của chương trình và bạn trai bí ẩn sau bức màn bên kia. Em tên là Trần Thị Phương Linh, em năm nay 26 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học ở trường tiểu học Nguyễn Huệ, quận 6. Rồi bây giờ em sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em nha. Bản thân em thì vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Nhưng bên cạnh đó thì em vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như là bản thân em bị mắc cái bệnh là hay quên. Đôi lúc là làm cái thao tác của mình thì đôi lúc hơi chậm một tí. Em không có khéo tay lắm. Không khéo tay lắm. Khéo tay không có năng khiếu. Em biết nấu ăn không? Dạ, em chỉ biết kiểu như là cơ bản thôi chị. Chứ không có gọi là khéo tay, đảm đang. Rồi, cảm ơn em. Xin mời đàn trai. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, mà nấu ăn rất là ngon nữa. Giỏi. Dạ, em có một cái ưu điểm là ví dụ như khi mà mình làm một cái việc gì thất bại á, là em, đặc biệt là em không có buồn. Dạ, em sẽ cố gắng em làm lên chứ em không có buồn. Đặc xấu của em là thứ nhất là nhát gái, thứ hai nữa là em viết chữ nó hơi xấu lắm. Viết chữ xấu lắm hả? Dạ, viết chữ nào? Khó nhìn lắm. Trời. Xấu mà người khác nhìn cũng được luôn á. Yên tâm. Dạ. Gặp cô giáo bên này, em ơi, em có rèn chữ cho các bé không? Dạ có chị. Nếu mà giải lời về là dạy anh viết chữ là ok luôn á. Rồi, có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi. Một mối tình là hồi em học lớp 11, cái em đi làm, cái thì người đó vẫn còn đi học thì nó có cái điều kiện nó không cho phép. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai nay là 7-8 năm rồi. Quen nhau rồi cũng được 2 năm. Người đó nói chung là có nhiều cái nó không có bắt đồng với mình. Thấy nó không hợp lý nên. Coi như 7-8 năm nay ở không ha. Dạ. Thôi đàn gái cho tôi biết được tình duyên như thế nào. Dạ, có lẽ là em là người không có may mắn trong chuyện tình duyên rồi chị. Em cũng trải qua 2 mối tình, em có yêu 2 người. Một người là lúc mà em còn học, thời còn sinh viên. Một người là cách đây 2 năm. Cái mối tình mà cách đây 2 năm á, là mối tình cuối cùng á. Dạ. Thì tại sao lại chia tay? Cái lý do chia tay của mà cái người ấy đưa ra là anh cần thời gian cho công việc. Và sau đó chia tay. Dạ đúng rồi. Em hỏi là anh đó có khó khăn gì, anh đó không có chia sẻ gì hết. Em cảm giác là anh đó là hình như là chỉ là cái cớ thôi chị. Vậy thì hôm nay đến với Bạn Muốn Hẹn Hò, em thực sự mong muốn một mẫu người cho mình là như thế nào? Thật sự là em hằng mong ước là một người con trai mạnh mẽ, cao to, khỏe mạnh. Và là một người con trai quyết đoán, độc lập, người con trai dám nghĩ và dám làm. Đúng là cô giáo nói chuyện có khác ha mọi người. Được không em? Em cảm giác được bao nhiêu phần trăm? Cái đó thì nếu ví dụ mình tìm hiểu nhau thì nó sẽ dễ hơn, mà ví dụ cảm giác được thì khoảng cỡ 70-80%. 70-80% là mình làm được đúng không? Dạ. Bây giờ em muốn tìm một bạn nữ thương của mình như thế nào? Em thì nói chung cái bạn nữ thì cái nghề nghiệp thì đối với em không có quan trọng lắm. Mà quan trọng biết chia sẻ rồi yêu thương rồi chăm sóc lẫn nhau rồi đấy là được rồi. Nói chung là quan trọng là hiền. Hiền ha. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không, bình thường trắng bình là được rồi, đừng có xăm tay xăm chân đồ vậy. Tóc dài, đừng có tóc cắt ngắn tóc quá. Tóc dài, để anh qua anh xem qua đàn gái. Hồi nãy hỏi có gì không, em sao cũng được mà bây giờ thấy không? Trắng, tóc dài. Chào cô giáo. Dạ. Tóc cũng dài, có xăm gì không?
Dạ không. Chắc nghĩ cô giáo không có xăm rồi. Em không thích người đàn ông ở cái điểm nào nhất? Không thích người đàn ông có tính đàn bà. Đàn con trai thì không bà. Có tính đàn bà, kiểu như là không có nên so đo ở không mà nói chuyện người này cho người khác nghe. Đàn ông bên đây không có tính đàn bà đó. Còn, cái, còn em. Những tật xấu của con trai. Thì em không có ngại à. Bởi vì khi mình yêu một người là người đó là hoàn hảo nhất. Mình phải học cách yêu luôn cả khuyết điểm của người đó. Đúng rồi. Qua coi đàn trai tôi đi. Thằng trai tôi men lắm á, chứ không phải có tính đàn bà đâu nha. Ngoài gặp anh thầu xây dựng nè. Ông thầu xây dựng của tôi. Chào anh. Dạ. Giờ ví dụ như mà làm xây dựng thì mình có phải đi nhiều không? Dạ thì em cũng nói chung là đa số là làm ở thành phố, cũng lâu lâu cũng có đi tỉnh. À, nhưng mà đa số là mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều thì mình làm cứ sáng đi chiều về vậy đó. Bên này á, đàn gái yêu cầu phải sức khỏe, theo lúc nào một người đàn ông có sức khỏe và kiên cường. Sao thấy sức khỏe mình ổn không? Có chơi thể thao gì không anh? Không, em thì không có chơi thể thao nhưng mà nói chung nhậu thì ít mà không uống thuốc nữa nên là sức khỏe là chắc em nghĩ có. À, ít nhậu à. Cái tướng ông thầu này là rất là xề xà. Dễ thương có, ngồi kìa, à, con ngồi kìa. Rất là thoải mái thôi. Thoải mái. Cho dù đi kiếm vợ ngồi chung vài vợ thì cũng ngồi vậy luôn vậy đó. Tức là tính xề xòa thoải mái vậy đó. Chứ ta vô ta gồng ta ngồi ta giữ dáng này kia ha, không ngồi thả tè lè luôn. Cho thấy được rằng con người á gọi là rất là chân thật. Có sao để vậy luôn. Rồi, quá được rồi anh Linh ơi. Bây giờ thôi, mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Linh, hôm nay em tới tham gia chương trình em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình em có đi cùng với mẹ, em gái và bạn và dì. À, dạ, xin chào người thân của Linh ạ. Hôm nay tôi đến chương trình Bạn Hẹn Hò. Xin chào quý khán giả có trong trường quay. Chào hai MC, chào dạ. Bạn trai. Tôi là mẹ của Linh. Linh là người hiền, ít nói, ít có đi đây đó lắm. Đi làm về thì ở nhà. Mẹ thấy bạn trai bên đây cũng điềm tĩnh, hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Mời đàn trai. Không đi với dạ, ai? Em đi với mẹ, em gái và chị gái nữa. À, rồi. Dạ. Xin chào bác ạ. À, xin chào Quyền Linh, Nam Thư dạ. Và tất cả khách quý có mặt trong trường quay. Tôi là mẹ của Duy Thông. Thì hôm nay đến như chương trình hẹn hò thì cũng muốn con mình nó được đi tìm một tương lai. Thì nói chung thì thấy bé gái thì thấy cũng hiền từ, dễ thương. Ăn nói đồ thì cũng dễ nghe. Dạ, cô có thấy rằng hai đứa nó hợp nhau được không cô? À, thì nói chung thì thấy cũng được, cũng hợp. Bây giờ đàn trai thay mặt đàn trai nói chuyện với đàn gái vài câu đi. Để bên đàn gái cũng yên tâm nếu tạo điều kiện cho hai đứa nó quen với nhau. À, xin chào mẹ của bé gái đằng nhà gái Linh. Đây Linh. Dạ. Nói chung thì mẹ của Duy Thông thì quê ở Quảng Ngãi. Đến đây một cái nơi rất là xa xôi. Nhưng mà khi nghe con mình mà báo á, thì tức là mình có gì cũng phải đi ngay. Để vô thử đi đến chương trình thử con mình nó có được muốn được bạn gái như tương lai hay không. Dạ. Xin chào hết. Rồi hai bà xui ôm nhau một cái đi. Biết đâu mình xui gia thiệt sao? Biết đâu sau này mình xui gia mình đi dạ, về Quảng Ngãi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cảm ơn mẹ của Linh, cảm ơn mẹ của Thông. Có như thế thì ở trên đây hai bạn này lại vững tin hơn nữa. Bởi vì câu chuyện ngày hôm nay có sự chứng kiến của hai họ luôn. Bây giờ mình mở rào. Được hay không là do anh thầu với cô giáo đó. Còn mọi thứ đã ổn hết rồi. Bắt đầu đi Thông. Chào. Chào anh. Nói chung gặp cái chương trình này, anh có một món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em có món quà gửi anh, đó là chậu xương rồng và bài thơ do chính tay em viết. Ờ, cảm ơn em. Đọc bài thơ đi. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày mai buổi lên lớp ở trường, dạy bạn trẻ viết rồi đọc lại, nắng pha sương nhuộm màu tóc, ngày qua ngày dạy trẻ điều hay. Nghề của em không có màu xanh, mà đêm mãi trong màu phấn trắng. Trắng tờ giấy, trắng cả bàn tay. Thương chẳng nhiều, anh có yêu em không? Tất nhiên là anh có yêu em. À, ý bài thơ đó, lương chẳng nhiều, anh có yêu không? À, trời ơi, đẹp, nó viết chữ đẹp dễ sợ luôn rồi mọi người. Còn em có chữ nào em thử em viết vô đây vài chữ anh coi coi. Em có viết thẳng khúc thơ này, nhưng mà đọc không ai đọc được đâu. Chứ có một mình em viết em đọc được à. Em viết không ai đọc được luôn. Gửi vợ Trương Chi. Không phải đâu, tương lai. Trời ơi à, em đọc cho. Chữ nào không thấy chị luôn á. Đâu em coi coi thì em xác minh thử chữ xấu cỡ nào. Để em đọc luôn à, chị... Gửi vợ. Thôi anh đọc đi anh.
Em viết có mấy tự em ít à. Gửi vợ tương lai của anh. Nói chung là để có ngày hôm nay là cũng nhờ chương trình. Anh đã chờ ngày lắm rồi. Trong lòng anh rất bồ hờ lo lắng. Em hãy cùng anh mà mình cho nhau cơ hội mà. Ông đọc không nổi luôn, thành ra ông đọc thêm á. Lần đầu khi gặp em là tình tôi ta tan vỡ hả? Tan vỡ hả? Ai nói tan vỡ cái chữ rồi tan vỡ. Sẽ đọc chữ tờ đó. Tình chớm nở. Chớm nở. Xin em đừng hờ hững để tình đẹp như mơ. Cha mượn em mượn bức thư thôi, cô hai giáo. Cái so nhau để làm kỷ niệm thôi. Vậy để em đọc lại cho chị. Để cô giáo đọc đi. Cô chấm là nhiêu điểm cô? Bây giờ cái chữ này về còn gò được nữa không cô giáo? Dạ, mọi việc đều có thể thành công được nếu con người ta có nhẫn nại và cần có thời gian. Đúng rồi, cái chữ nó không quan trọng. Quan trọng là người ta làm thành công hay không thôi. Sao có thể viết chữ đẹp tới mức độ như vậy? Viết như in vậy đó mọi người, viết như cặp in vô đó. Mời cô giáo. Dạ, cái bài thơ này là em sưu tầm ở trên mạng và em viết tay. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày hai buổi lên lớp ở trường, dạy bọn trẻ viết rồi lại đọc. Nghề của em rất đổi bình thường. Em chỉ là cô giáo tiểu học, bàn tay em bụi phấn bám đầy, nắng pha sương nhuốm màu tóc, ngày qua ngày dạy trẻ điều hay. Nghề của em không có màu xanh, mà đem mãi trong mình màu phấn trắng. Trắng tờ giấy, trắng cả hai bàn tay. Lương chẳng nhiều, anh có yêu không? Yêu, dĩ nhiên là yêu rồi. Đây, đúng không? Dạ. Bây giờ mình sẽ đổi thư. Đó, cô giáo giữ thư kỷ niệm đây. Rồi, bây giờ hai bạn mình nói chuyện với nhau về cảm nghĩ. Về chung, lần đầu tiên mình gặp nhau như thế nào. Đừng có ngại gì chữ về ấy mà, kia. Em thấy anh sao? Em nghĩ là mới có lần đầu gặp nhau mà không thể nào mà thấy anh sau được. Mình phải trải qua cả một quá trình mình mới tìm hiểu nhau được. Đâu có em cảm nhận chứ. Bởi vì trong cuộc đời á là ảnh ba mấy tuổi mới gặp em đó. Thật ra cái cảm giác mình gặp một người lạ thế nào? Dạ, cảm giác thì lúc đầu ở trong thời gian chờ đợi gặp người bí ẩn thì rất là hồi hộp. Em cảm thấy anh hiền, cao ráo, khỏe mạnh. Mình cao 1m7, dạ, nặng 64kg. Rồi anh thầu xây dựng, anh nhìn cô giáo thấy như sao? Nói chung là nhìn thì thấy cũng dễ thương. Còn ví dụ như mà mong cho mình có để tìm hiểu cái cơ hội mà cho cơ hội nhau để tìm hiểu. Rồi ví dụ như nếu mà được thì cuối năm hoặc qua năm là có thể là cưới là ok thôi. Dạ, mẹ mới vô bắt hấu cưới rồi. Bây giờ mình tính hẹn hò sao đó, hỏi coi em thích gì đó, hỏi đi. Thì sở thích của em là gì? Dạ, em thích đọc sách, xem phim, đi du lịch. Có một cái giống mình là đi du lịch. Còn đọc sách là làm biếng lắm, tại không có thời gian. Vậy thì đi làm suốt. Em sẽ đọc cho anh nghe. Cái đó cũng được, ví dụ như rảnh thì em đọc cho anh nghe, cái đó dễ nữa. Dạ. Mỗi lần giận lên á thì ai sẽ là người xin lỗi, ai sẽ là người xuống nước? Cái đó cũng tùy công việc nữa, tùy việc nữa. Ví dụ như rõ ràng mà ví dụ như vợ mình sai mà biểu mình xuống nước thì cái đó nó không đúng. Ví dụ những cái việc gì mà ví dụ nó không đáng gì hết á thì có thể mình xuống nước cũng được, không sao hết. Dạ, là khi mà nghe nhau thì em với bản thân em thì em không có quan trọng là ai thắng hay thua. Bởi vì mình có hơn một lời nói thì cũng không được gì hết. Im lặng vẫn được, em vẫn chấp nhận được. Nhưng với em là người xin lỗi không phải là người thua. Người xin lỗi là người đã thắng hơn, thắng về tình cảm. Nếu đã là vợ chồng thì mình không cần phải thắng thua. Bây giờ em hát một bài đó tặng cô giáo đi. Hát được nhưng mà em hát một đoạn thôi. Rồi một đoạn thôi. Lại đứng gần. Vậy anh hát em nghe đi anh. Đứng lên hát gần cho nó giao lưu chút xíu. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Ôi, hát bao nhiêu ta? Hát hay như anh Đăng Nguyên gì đó. Trời ơi, đang hát không. Mà tưởng đi là uống lộn không. Vì sao em nhớ thế này. Trời ơi, tưởng tới kiếm chuyện không mà luôn á. Hát mà tim rung luôn. Xè tay ra, nắm tay bạn gái lên hát. Bây giờ tình cảm không có tới nhẹ nhàng. Thôi đứng nói chuyện được rồi. Thôi đứng nói chuyện thôi coi, nắm tay cổ coi. Nói chung là mà nhìn quay nói mong muốn là cho cơ hội để hai đứa được tìm hiểu với nhau. Anh mong muốn như thế thôi. Em nhìn cô giáo, anh hơi nhát gái, yên tâm nha. Ở đây mọi người sẽ ủng hộ em. Dạ. Rồi nhìn cô giáo đi, nói gì nói đi. Nói một câu em cuối cùng trước khi bấm nút này. Anh nói tiếng nữa là tim em rớt. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Một thủ tục hết sức là quen thuộc ở bạn muốn hẹn hò là hãy hỏi lại trái tim mình. Mình có thật sự rung động hay không? Nếu rung động thì các bạn hãy bấm nút. Còn nếu không thì chẳng sao cả. Để dành cơ hội đó lại cho quý vị khán giả, các bạn đang xem truyền hình nha. Sẵn sàng. 3
2 1 Hết thời gian. Oh. Rồi, nắm tay nhau. Trời ơi. Họ gặp từ bao giờ, ẻn lẻn như dữ lắm à. Giữ lấy bài thơ này. Những chiếc vé xem phim của Cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Đến đó để xem phim và yêu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Chưa hung lần nào. Rồi bây giờ hung chưa? Dạ đúng. Đó, nhẹ nhàng dễ thương. Mối tình sâu nhất của em là cũng là người chồng cũ của em 7 năm. 20 em lấy chồng. Cái người đó là người đầu tiên của em và em lấy người đó luôn. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Thứ nhất là sự gia trưởng, không có trách nhiệm, không biết lo làm. Mời đàn trai. Wow. Rồi. Ở đây em trai. Dạ, đúng rồi. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Rồi, bên nhà trai ổn định rồi đúng không? Rồi. Xin mời nhà gái bước ra sân khấu. Wow. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và mọi người ạ. Chào em. Chào bạn, chào anh bên kia ạ. Dạ. Rồi bây giờ em giới thiệu sơ về lý lịch trích ngang của em đi em gái. Dạ, em tên là Lâm Lê Mỹ Anh. Em 30 tuổi. Em làm giáo viên mầm non. À. Đang dạy đâu em? Trường quốc tế mầm non Iris ạ. Dạ, em là người thành phố Hồ Chí Minh. Em có một cái style rất là chất. Nhìn em là liên tưởng ngay tới cô Hoa hậu Hen Nhan liền ha mọi người. Dạ, ba em lai Pháp. À, hèn chi trên mặt em nhìn là có nét gì đó rất là lai. Dạ, nhưng mà mọi người cứ nghĩ em lai cam không ạ. Xin mời đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư. Chào bạn gái bên cạnh. Thì em tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn. Em năm nay 30 tuổi, quê ở Nam Định và sinh sống ở Sài Gòn này được 20 năm rồi. Hiện tại em ở Bình Tân. Công việc của em là gì? Dạ, công việc của em là kinh doanh, chuyên về quay vịt, quay gà, quay heo. Có bánh mì không? Có. Ngon à, nghe vụ này ngon á, tôi hấp dẫn rồi đó. Rồi, bây giờ mình cho biết một chút xíu về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ, em có thể nấu ăn được, giặt quần áo được, ủi đồ được, làm tất cả mọi thứ mà phụ nữ làm được em làm được. Quay vịt được, quay heo được. Dạ, có chút nóng tính, có gì thì em nói thẳng luôn. Quay vịt mà nóng quá nó khét vịt làm sao? Dạ không anh, đấy là cái lò nó quay chứ không phải em quay. Nhiều khi em đứng ở cạnh cái lò nóng nữa. Đi anh. Em cũng hơi nóng tính chút. Em thiên về cảm xúc nhiều nên nhiều lúc em bộc phát cảm xúc của em hơi bị quá. Làm việc gì cũng làm đúng cái tâm của mình. Mình nói tí xíu về tình trường ha. Mối tình sâu nhất của em là cũng là người chồng cũ của em 7 năm. 20 em lấy chồng rồi. Cái người đó là người đầu tiên của em và em lấy người đó luôn. Em vì người đó nhiều quá nên em bỏ quên mình luôn. Khi mà sinh con xong em phát hiện ra là anh ấy ngoại tình. Có người thứ ba. Dạ đúng rồi. Vòng một tháng em dứt luôn. Ly hôn trong năm 2016 đó luôn. Là em về mẹ sống. Dạ, mẹ em là người em lúc mà khi mà em đi lấy chồng á thì em là người bỏ mẹ em. Em về em chăm sóc gia đình chồng. Rồi khi mà em đây, nắm tay chị nha. Em tuyệt vọng nhất á thì mẹ em là người chào đón em. Dạ mấy dì ở nhà ngoại. Dạ. À, vậy thì bây giờ con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con em năm nay 6 tuổi. Con trai hay con gái? Dạ con trai. Ở thời điểm này là em cũng không rung động trước ai cả. Tại vì tiêu chí của em là phải thương con em. Con ai nuôi em? Dạ em nuôi. À. Em cảm thấy giữa em và bạn ấy có một cái gì đó nó rất là đồng cảm với nhau. Hai đứa hoàn cảnh cũng rất là giống. Em cũng ly hôn 2016. Ủa vậy hả? Dạ, em đã từng lập gia đình. Cuộc sống nó không may mắn. Em gặp rất nhiều biến cố trong con đường kinh doanh. Tại vì trước đó thì em vợ em không phải đi làm một cái gì cả. Thì một tay em làm và em nuôi vợ. Đấy thì khi mà em rơi vào hoàn cảnh đó thì vợ có nghĩa không chấp nhận được. Cũng có một cái cuộc sống riêng rồi. Có con chưa? Dạ con trai em cũng gần 6 tuổi rồi. Ủa vậy hả? Giống bên kia luôn. Dạ. Mà giờ con trai là ở với em hả em? Dạ đúng rồi, con trai ở với em ạ. Thôi coi như là hai bên cũng đã lỡ một chuyến đò. Bây giờ mình đi một chuyến đò khác mới hơn. Mình tạo thêm nhiều cái hạnh phúc hơn nữa nha. Dạ. Em gái, em muốn tìm dạ. một nửa yêu thương của mình như thế nào?
Em muốn là con em có được tình cảm từ người đó, sống có trách nhiệm với gia đình, cùng em chia sẻ vui thì cả hai đều vui, mà buồn em không muốn chịu một mình. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Thứ nhất là sự gia trưởng, không có trách nhiệm, không biết lo làm. Em còn muốn gì nữa không? Cao hơn em, với lại đừng có mập quá. Tại vì những người mập thì người ta ít vận động á, làm biếng. Trời ơi. Tự nhiên có người đứng lên liền. Tôi đi qua rồi. Sao mấy người mập làm sao? Chào em gái. Là ít vận động đó anh. Ít vận động hả? Là làm biếng. Chà, nói tới đâu đâu tới đó hả anh Linh? Hình như lên tăng xong á. Anh hơi mập chút nhưng anh cũng vận động dữ lắm. Không, hơi mập sao anh, đừng mập quá. Không. Dạ. Chào em gái dễ thương. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ. Nhìn... Thờ Hennier hả? Ờ. Nhìn... Nhìn giống cái kiểu đó ha. Anh ơi, cô gái rất là xinh. À, đường tình duyên trắc trở thì không ai muốn cả. Dạ. Bên đây cũng vậy. Hai bạn á, có thể đã qua một lần đò, các bạn hiểu về cái giá trị hạnh phúc làm sao để giữ nó. Dạ. Em không thích đàn ông điều gì nữa không? Phải tôn trọng sở thích riêng của em, chứ đừng bắt ép theo, phải làm theo người bên kia. Đúng rồi. Em đáp ứng được bao nhiêu cầu của bên đàn gái em trai? Gần như là hết. Ui. Em không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc. Không mập. Tất cả, hơi hơi thôi anh. Hơi. Em thích vận động, thích thể thao. Dạ. Rồi, để em qua em kiểm tra chất lượng. Kiểm tra đi. Dạ, em chào chị Nam Thư. Trời, chào anh. Dạ. Gọn gàng, sạch sẽ. Trời. Thơm lắm. Trai cũng như anh chứ bộ ý. Thơm nữa kìa, nó anh thơm nữa kìa. Thơm nữa hả? Trừ những lúc quay thôi chị. Thơm mà mùa dịch quay á. Đúng rồi ạ. Quay dịch quay hoài nó thơm. Gần như giờ có dưa cải nên là kho được đó. Cái mẫu bạn gái lý tưởng mà em mong muốn là như thế nào? Về ngoại hình nói chung là mình nhìn sao mà cảm thấy là được rồi. Tóc dài, tóc ngắn, mập, ốm, cao, thấp. Đừng có mong không có tóc, không có tóc. Không có tóc là được rồi. Dạ. Ừ, rồi gì nữa? Dịu dàng, nữ tính một tí. Bây giờ là lấy vợ về ở đâu? Ở đâu cũng được, nhà cũng được hay là ở ngoài cũng được, không sao. Thích ở riêng thì có đủ cơ sở để có nhà riêng cho vợ không? À, thì lúc đấy ở cửa hàng. Cửa hàng mùa dịch về chịu nổi không? Không, có lầu ạ. À, ở trên lầu, ở dưới quay. Dạ. À, Mỹ Anh. Dạ. Anh chàng nhà bên có một cái gương mặt hết sức là đàn ông. Dạ. Gương mặt chữ điền, phương phi. Ảnh cho mình một cái cảm giác là, thứ nhất là ảnh rất là đàn ông. Trời ơi, vậy chứ em nói anh không đàn ông hả? Ảnh đàn ông hơn anh Linh. Dạ. Bụng ảnh cũng nhỏ hơn bụng anh Linh. Ảnh cũng không lười vận động như anh Linh. Dạ. Ảnh cũng không lên 10kg như anh Linh. Dạ. Rõ ràng là thấy ảnh đẹp trai hơn anh Linh. Dạ. Rồi hết. Nếu mà ảnh là người như vậy thì sau khi ly dị vợ thì anh có mối tình nào chưa? À, đúng. Thực sự mấy năm qua thì em không dám mở lòng đâu. Sợ lại gặp một người giống như vậy nữa. Đến bây giờ thì thực em mới mở lòng là em muốn tìm một ai đó. À, Mỹ Anh, hôm nay em đi với ai? Dạ, với mẹ và dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, xin chào người thân của Mỹ Anh. À, chào anh Quyền Linh. À, chào, chào anh Nam Thư. Dạ. À, chào em. Dạ, chào cô. À, chị là dì Mỹ Anh. Hai bạn, bạn nào cũng có hai anh boy gần 6 tuổi cũng siêu quậy. nhưng mà có vấn đề như thế này là ở chung với cha mẹ chồng á, thì làm cái dâu nó, á. Đúng rồi, tại vì nó đã trải qua một lần rồi. Dạ, con chào dì. Chào mẹ của một bạn gái bên cạnh và các bạn. Con hiểu, nhưng được cái may mắn là bố mẹ con rất là dễ. Đấy, rất là thương con dâu. Chỉ cần con cái hạnh phúc là được rồi. Ở đâu cũng là ở cả. Nhưng làm sao mà phải biết đến cha mẹ, nghĩ đến cha mẹ. Đó, như vậy đó gì? Cũng đơn giản. Tại vì lần trước nó đã lấy chồng một lần rồi, nó rất là khổ. Thành ra bây giờ để cho nó tự quyết đi. Tại vì cuộc sống là cuộc sống của nó sau này. Chỉ cầu mong tụi nó hạnh phúc nếu mà tụi nó đến với nhau. Rồi, cảm ơn gì. Mời đàn trai. Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, chị dâu với này con em. Chào gia đình. Dạ, rồi. Chào anh Quyền Ninh, diễn viên Nam Thư. Chào các chị với này các bạn trong trường quay. Tôi hôm nay đến đây cùng con tôi, chồng và con dâu, là cháu nội của tôi. Thì đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi chỉ muốn các con được hạnh phúc, biết no, biết chia sẻ cho nhau, quan tâm đến các con nhỏ. Còn chúng tôi là cha mẹ nhưng mà còn trẻ, còn tự chăm sóc cho bản thân mình được. Nên là chỉ cầu mong cho các cháu được hạnh phúc, có cha mẹ, có gia đình trong đó là đủ rồi. Thấy cháu gái đây cũng dễ thương. Hai con cứ bấm nút để tìm hiểu, nếu tiến tới được là tốt. Rồi, cảm ơn đàn gái. Dạ, cảm ơn bác ạ. Mở rào. Thank you.
Bắt đầu đi Tuấn. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em, tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ em cũng có một món quà nhỏ tặng anh, cuốn sách Đắc Nhân Tâm. À. Thì em mong là khi anh đọc được cuốn sách này thì anh sẽ đặt mình vào vị trí của người đối phương. Rất cảm ơn em vì cái món quà này. Dạ. Ngoài ra thì anh vẫn còn một cái món quà nó ý nghĩa hơn. Anh nghe hương vị à. Như có bánh mì. Gì vậy anh Linh? Thơm. Anh lấy này rồi, lấy cái bịch này rồi. Rồi. Trời. Ô! Wow. Đây là món quà có nghĩa là ý nghĩa nhất mà anh dành tặng cho em. Yeah. Bởi vì nó là tận tay anh làm. Cái nghề nghiệp cũng như là sau này của anh và em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chết chứ sống gì nổi. Tặng dịch quay cho người đẹp, tặng tôi bệnh nước sốt. Tự nhiên ôi đau lòng. Mình tới với chương trình, dạ, mình chỉ có quay một con thôi sao? Dạ, em quay nhiều lắm mà em để nhà. Nè, anh với em ăn chung. Thơm quá là thơm. Rồi, mời hai bạn, mình ngồi xuống và mình nói chuyện với nhau nè. Tôi quay qua đàn gái, tôi đi theo đàn gái quá. Chiều bới tô cơm ăn hay cũng ngon. Chào em. Dạ, em chào anh. Nãy giờ anh ngồi bên đây thì anh cũng nghe em chia sẻ về anh nhiều rồi. Dạ. Anh không dám hứa là anh là một người tuyệt vời, nhưng anh sẽ làm tất cả những cái điều mà anh có thể làm được để vun vén cho cái hạnh phúc sau này. Dạ. Vì chúng ta đã từng trải rồi, anh nghĩ là sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Biết những gì mình sai thì mình sửa thế thôi. Dạ đúng rồi anh. Gặp em anh thấy em như thế nào? Em là người phụ nữ hơi cá tính, đúng không? Nhìn em vậy thôi chứ em cũng phụ nữ lắm anh. Em ở trong em mềm yếu lắm. Không sao, mình khi nào mình cần cá tính mình cứ cá tính. Khi dạ nào mình mềm mình cứ mềm. Dạ, cuộc sống phải có nhu cương. Dạ đúng rồi anh. Sau khi chúng ta ngồi này thì em thấy anh như thế nào? Nói chung nhìn anh gương mặt sáng đó, hợp với em, hợp với mình nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Dạ, dạ được anh. Em cũng muốn tiếp xúc và nói chuyện với anh nhiều để tụi mình hiểu nhau hơn. Dạ. Dạ rồi. Ủa, vậy là xong hả? Ủa hai đứa vậy là xong rồi hả? Nói tính thì chuyện lâu, hẹn lâu, hò rồi tương lai rồi mốt về rồi mình sẽ yêu nhau như thế nào. Nếu mà em giống như là em có những cái sở thích riêng của em thì anh khi mà em nói yêu cầu đó ra thì anh có đồng ý với em là làm theo em không, hay là anh không chịu, anh vẫn giữ của anh? Giống như ví dụ như là em thích đi phượt thì anh có cùng đi với em không? Sở thích thì anh nghĩ ai cũng có cái sở thích riêng của mình. Dạ. Anh cũng có những cái sở thích của anh. Nhưng mà đôi khi công việc nó làm cho anh không thể nào thực hiện được những cái sở thích của anh được. Dạ. Ngày xưa thì anh tự do, anh không gò bó bản thân mình thì anh có thể đi nơi này đi nơi kia được. Nhưng bây giờ thực sự mà nói anh kinh doanh, anh buôn bán thì không thể nào mà bảo mình đóng cửa là mình đi được. Dạ đúng. Cái điều rồi đó nó cũng là hơi khó khăn với anh. Là thì cũng phải có những cái lúc mà thư giãn thì anh có cùng em như vậy không á? Nhưng lúc đó thì nó là bình thường rồi. Dạ. Với lại anh ở nhà anh kinh doanh thì em muốn là em vẫn có thể là đi ra ngoài làm việc được. Tại vì đó là em rất là yêu nghề. Em rất là thích tiếp xúc với trẻ con và tiếp xúc với mọi người. Anh luôn luôn tôn trọng cái người phụ nữ của bản thân mình. Dạ. Công việc thì em có công việc của em thì em cứ làm. Anh chỉ mong muốn một điều đó là khi nào em rảnh hoặc là có thời gian thì em phụ anh là được rồi. Dạ thì đúng rồi. À đấy, đó là chúng ta chia sẻ công việc cho nhau. Chia sẻ công việc thì đúng rồi anh. Rồi. Rồi hả? Mời các bạn để tay vào nút bấm. Kiểm tra lại lần nữa đi các bạn. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không nha. Trái tim mình rung động mình mới bấm nút. Còn không, mình nhường nút bấm nó cho nhiều người khác. 3 2 1 Hết thời gian. Ôi, trời. Rồi. Tại sao Tuấn không bấm? Anh không đồng ý ở đây thì không phải có nghĩa là anh chê em, là vì công việc của anh
cũng như hoàn cảnh của anh không có quá nhiều thời gian để mà dành cho em hết được. Vì anh thấy em là một người phụ nữ rất là cá tính, thích đi phượt, thích đi này nơi kia. Thì ngược lại anh thì thực sự đến cái tuổi này rồi anh lại muốn chồng chân lại, anh không muốn đi nữa. Cái đi của em không có nghĩa là đi liên tục anh. Đi của em đây là một năm chúng ta có thể đi một hai lần. Thì em cũng đâu có thời gian mà đi nhiều, em còn phải lo cho con em nữa. Thì em chỉ đặt ra cái sở thích đó là sở thích cái thôi. Cái đó chỉ là sở thích của em thôi. Ví dụ như năm nay em đã đi một lần rồi thì em chỉ dành cuối năm hoặc để năm sau em đi tiếp, chứ em đâu phải. Em chỉ đưa ra để hỏi anh có thể cùng em không thôi, chứ em đâu có bắt anh là phải đi cùng em nhiều lần đâu. À, có khi là chúng ta chưa thực sự thuộc về nhau. Dạ. Thuộc về duyên nợ rồi ha. Dạ.